quần là thấy qua đây giùm để like chứ. Để nó sao like được, bỏ cái bao quần này lên luôn đi, like quần đây. Bao kia, bao kia. Hello, hello, làm gì gái? Ổn nhé gái. Không có đâu nha. Nào là mở máy lên đi. Mở máy lên đi. Hello, hello. Ngày nào em cũng lên trễ chứ mọi người ơi. Hàng giờ này còn đóng chưa xong nữa. Hàng đơn sĩ mọi người. Đơn sĩ bây giờ đang đóng hàng á, nên là ngày nào em like cũng trễ hết trơn. Đang đóng hàng cho sĩ. Cái đó lên mà cái kia kìa. Mở máy tính lên. Hello mọi người, lên đi mọi người ơi. Trời ơi, mấy quần này dễ thương dữ vậy trời. Trời ơi, cái này cưng xỉu luôn á. Rồi vào đi mọi người, vào vào thôi nha. Cái này em còn mấy áo khoác em tặng mọi người 9.000 luôn đi. Khá em đang bận chút là ai chốt em chốt luôn đi. Nó hơi bị rộng đối với em. Nó hơi bị rộng. Đây là một dây thôi nha. Cái dây này dao ngực nha mọi người. Nó có một dây một thôi nha. Rồi vào đi mọi người ơi. Áo này áo xịn nè. Áo em đang bận là áo xịn nè mọi người. Chút xíu là ai chốt thì em xả luôn. Áo em đang bận. Nói chung rất là xịn sò luôn. Mà do cái này, cái dây trên cổ đó là dao ngực của em nha. Còn nó có một dây này thôi, nó rất vai một dây này thôi nha. Cái hàng cao cấp, ám đang bận hàng cao cấp á. Chính là em tặng cho mọi người nha. Rồi bây giờ em còn mấy cái khác tặng cho mọi người 9k đi. Hôm qua ai chưa nhận được áo khoác, hôm nay nhận em còn mấy con thôi. Rồi em tặng 9.000 nha. Em tặng 9.000. Em có mấy trong váy em tặng luôn 9k nè. Rồi, nhanh tay giùm em nha mọi người nha. Rồi khóa 9.000 chia sẻ like giùm em đây nè. Rồi em tặng mấy cái trong váy luôn nè. Rồi trong váy này em tặng luôn 9.000 hai lớp nha, hàng hai lớp như thế này nha mọi người nha. Rồi em tặng luôn 9k. Còn mấy cái váy chống nắng này em tặng luôn 9.000 nha. Rồi chia sẻ like cái hàng xịn chứ không hàng thường đâu nha. Váy chống nắng này hàng xịn giùm em nha mọi người nha. Hàng xịn nó chứ không hàng thường đâu. Người ta không do biết sao em hẹn giờ, nhưng mà bên nhà em giờ này đang đóng hàng xỉ rồi tùm lum hết, không có thời gian là nên không like được người ta không. Chứ còn mà em hẹn 2 giờ nhưng mà cũng muốn lên 2 giờ mà không có lên được, cho là quá trời quá đất hàng. À đúng rồi, gọi cho bạn luôn nha, chút xíu nữa đi bốc hàng đi ngang qua đó thảy luôn. Đúng rồi, năm có đi luôn. Có một cái trong cái trong miếng này của em bé. Trong miếng này của em bé thôi, để cho em bé này nó xài. Mất rồi nó xài, trời nó đi đâu đâu xài. Này em nghe mùi giặt rồi nè, mà ai có em bé em tặng nha. Cho em bé nhà em nó không có đi đâu hết trơn á. Nó đi học quá thì chiều rước về rồi nên cũng mát. Buổi sáng đi buổi chiều rước về cũng mát. Nên là em tặng luôn cho mấy bé luôn nha. Rồi mọi người ơi, chia sẻ like giùm em đi mọi người. Chia sẻ like giùm em nha tình yêu ơi. Chia sẻ like giùm em với. Không có áo khoác nữa, xíu nữa em like luôn áo khoác nha. Không có cái đó ngực xịn á, 300 mấy một con, ai chốt qua em tặng rẻ. Rồi lên thôi mọi người ơi. Lên thôi nha.
Rồi để em coi thử nha mọi người, em coi chia sẻ rồi em like luôn nha, em like luôn. Em like tới cỡ khoảng 5 giờ rưỡi em nghỉ like em đi xem hàng. Rồi thấy Huỳnh Anh Phương chia sẻ like nè, rồi thấy Nguyễn Xuân Trang nè, rồi thấy Nguyễn Hà cho Hà Nguyễn chia sẻ like nè. Rồi thấy chị Duyên Lê chia sẻ lên trang cá nhân giùm em đây chị yêu ơi. Chia sẻ lên trang cá nhân giùm em nha. Rồi ai chia sẻ rồi thì comment giùm em mã tặng 9.000 nha. Chị Thanh Tuyền, Thanh Tuyền này là khách mới, khách cũ rồi ta. Rồi nhanh tay nha. Rồi cái này là chị Thanh Tuyền này là khách mới, khách cũ rồi ta, Thanh Tuyền nè. Rồi Ngọc Diệu chia sẻ lên trang cá nhân đi, Ngọc Diệu chia sẻ lên trang cá nhân, chị Duyên Lê chia sẻ lên trang cá nhân nè. Rồi Nguyễn Xuân Trang chia sẻ nhiều nhất tới chị Hà Nguyễn nè, rồi tới mình Anh Phương nè. Chị Duyên Lê chưa chia sẻ lên trang cá nhân nè, Ngọc Diệu chưa chia sẻ lên trang cá nhân nè à, rồi còn bà chị Thanh Tuyền là chị Hoa Nguyễn nè, với bé Phạm chia sẻ mới có một lần lên trang cá nhân chưa có nhóm nha. Rồi mọi người tranh thủ chia sẻ giùm em nha, chia sẻ giùm em để em tặng luôn nha. Rồi ok cho Huỳnh Anh Phương khoát này, ok nha, mà khách mới hả? Rồi ok khách mới, khách mới thì lên số nội là đúng rồi, ok nha. Rồi chia sẻ like giùm em nha. Rồi em chốt áo khoác 9.000, chân váy này em chốt sao nha, cái này em cũng tặng hết trơn á, nhưng mà mọi người chia sẻ đi, em tặng lần lượt nha, em tặng lần lượt như thế này. Áo khoác thì em tặng lộn xộn nha, nó có sọc, nó có màu, nó có beo beo như thế này nha, đó beo đậm beo lợn, nhưng mà cái này em không cho lựa màu ha. Nói chung ở 9.000 em không cho lựa màu, cái này là nói chung là ai đã nhận rồi là bỏ quên, cái này chưa ai nhận do cái này em mới vừa bung ra, mới vừa tặng luôn, hạnh là chưa có ai nhận được. Cái này là nói chung là cái chất của nó co dạng, khu co dạng, size từ khoảng 50 tới 70 kg là bọn ok giùm em nha. Vải như thế này size từ khoảng 50 tới 70 kg là bọn được ha. Em tặng mọi người 9.000, em tặng mọi người 9k nha. 50 cho tới 70 kg là bọn ok giùm em nha. Chất vải bao sướng luôn, em tặng 9k nha. Em tặng 9.000. Rồi nhanh tay vào like giùm em đi mọi người, vào vào luôn nha. Rồi áo lẹ của mình ít gì ta, áo lẹ em còn ít xịu rồi mọi người, còn ít là chút xíu là em tặng luôn. Oh, quan trọng áo quần Hà Hoàng Châu đẹp ghê. Rồi lên đơn giùm em nha mọi người. Rồi lên mã tặng 9.000, rồi em la đơn luôn nha. Em ra đơn em like luôn nha mọi người. Rồi lên áo tặng 9.000, nó có 3 màu nha. Rồi có 3 màu như thế này. Rồi em like luôn ha mọi người ha. Em like luôn nha mọi người nha. Đó kết thúc rồi, biết sao đang dán, đang đóng hàng cho sĩ thành nên là dán không có nghe. Rồi bây giờ là em like luôn nè. Rồi em lên luôn nha. Rồi chị Hà Nguyễn lên chia sẻ nhiều nhất rồi nè. Rồi chị Hà Nguyễn lên đơn đây nè. Chị Hà Nguyễn, Xuân Trang, rồi chị Duyên Lê, rồi Ngọc Diệu, Hào Hùng gì nè. Hào Hùng chia sẻ rồi. Rồi comment đi nha. Rồi Thanh Tuyền thấy chia sẻ lên rồi nè. Hồng Vân rồi nè. Rồi lên hết đi mọi người. Rồi lên hết đi nha. Rồi lên hết đi, em tặng hết nha. Rồi ok nè, em tặng luôn nha. Rồi chị Hà chốt cái gì lên đơn đi chị Hà ơi, ưu tiên chốt gì lên đơn đi nè. Chị Hà lên đơn giùm em đi nè chị Hà ơi. Chị Hà Nguyễn đâu lên đơn giùm em đây. Rồi rồi nhanh tay để em ra, mà em ra đơn luôn nha, em tặng hết cho mọi người. Rồi Hào Hùng là ok luôn, từ từ nha, mà tặng là 9.000 nha. Rồi trong quay trong nắng là chị Hà nè. Em ưu tiên cứ nói tiếng sao, em ưu tiên cứ chia sẻ trước này, em chia sẻ nhiều là em tặng tặng trước đó mọi người, ai em cũng tặng hết nha. Rồi của chị Hà nè. Rồi lên đơn em có 3 cái nha, một cái của bé nè nha mọi người, em có một con của bé nè nha, ai nhà có em bé mọi người chốt nha. Em bé này size chắc cỡ khoảng chắc 30 kg không, ba cỡ khoảng 30 kg á, cỡ khoảng 10-12 gram, cỡ khoảng 10-12 tuổi đó gì đó mọi người ha. Rồi 9.000 luôn nha. Cái em có một con trong váy bé thôi, và em còn một con beo của người lớn nha. Con kia em tặng cho chị Hà rồi, con này em còn một con beo ha, một con beo. Rồi chân váy cho mình Anh Phương nè. Ngọc Diệu mới có 2 lần trang cá nhân mà 7 hồi nhóm luôn. Em còn một chân váy bé, em còn một con chân váy bé. Xuân Trang chốt cái gì ta, chị Duyên Lê, Xuân Trang rồi nè, lên đơn nè, lên đơn, lên đơn nè. Trong váy lớn hết trơn rồi. Ngọc Diệu ơi, chút áo khoác giùm chị được không, chút áo khoác được không. Nói chung em tặng hết á, em đâu có để làm gì, ai em cũng tặng. Em còn một chân váy bé ha, chút chân váy bé lên chân váy bé để em tặng áo khoác luôn nha. À chân váy trong nắng hết trơn rồi. À, Mai Hoàng ơi, rồi chân váy bé Lê Trâm,
Rồi cái này cho Nguyễn Xuân Trang nè. Áo khoác cho Nguyễn Xuân Trang. Rồi áo bí cho Lê Trâm nè. Lê Trâm chia sẻ like chưa vợ? Lê Trâm chia sẻ like chưa nha? Nói chung em tặng hết nhưng mà mọi người phải chia sẻ like cho em. Rồi bây giờ lên áo khoác đi mọi người ơi. Áo khoác thì nhiều nha, áo khoác thì bao nhiêu cái em tặng hết nha. Nắng hết rồi, váy chống nắng hết trơn rồi nè mọi người. Rồi cái này của Lê Trâm á. Lê Trâm nha, tặng cái áo, cái váy chống nắng. Rồi bây giờ lên áo khoác đi mọi người. Nhanh tay nha mọi người. Nhanh tay lên áo khoác giùm em nè. Rồi áo khoác chị Duyên Lê nè. Cái chị Duyên Lê nè. Rồi lên khoác giùm em đi mọi người, lên khoác tặng 9k giùm em đi. Lên khoác tặng 9.000 rồi. Áo tặng 9k cho Hồng Vân nè. Rồi lên khoác giùm em đi mọi người. Mai Hoàng ơi, chốt áo khoác đi nha cưng nha, váy hết trơn rồi Ngọc Diệu nữa nè. Chốt áo khoác đi, nói chung 9.000 mà áo khoác thì không bao giờ có đâu mọi người. Tại em tặng nha mọi người nha. Rồi lên lại giùm em đi, ai muốn chốt áo khoác lên áo khoác nhanh tay để hết nha. Còn bao nhiêu con này thôi nha. Còn bao nhiêu con áo khoác này thôi nè. Áo khoác Mai Hoàng có rồi đúng không? Coi nhìn được coi. Còn ai kia mới quăng vô kia là cái gì? Mai Hoàng như còn cái gì? Mới quăng cái dạ bèo đó coi được coi. Phải Mai Hoàng không hay là chị Hà Nguyễn? Ai? Duyên Lê. Duyên Lê hả? Rồi khoác cho Mai Hoàng nè. Rồi lên đi mọi người, lên đi cho Mai Hoàng nè. Cứ váy trong nắng đó của ai à? Rồi khoác cho Ngọc Diệu nè. Khoác cho Ngọc Diệu nè. Rồi khoác cho Trương Công Chinh nè. Rồi ai chưa có nè lên đơn nha. Quân Tùng nè, Quân Tùng chia sẻ like giùm em mới chốt nha. Không chia sẻ like em không chốt đâu nha. Khoác cho Hoa Nguyễn nè. Chia sẻ like mới chốt á. 9.000 là mọi người hiểu rồi, đâu có cái gì mà 9.000 đâu. 9.000 là em tặng đầu like, mọi người phải chia sẻ like nha. Rồi Âu Đình Việt có chốt áo khoác lên áo khoác nha. Âu Đình Việt ơi, hào hùng vậy nè. Chốt áo khoác lên mà còn một con. Rồi còn ai nữa mọi người? Chị Mai Lê này chia sẻ like cho em chưa vậy? Chị Mai Lê chưa chia sẻ like này. Rồi ai chưa có áo khoác nữa mọi người? Âu Đình Việt như là có chưa ta? Âu Đình Việt đâu rồi? Rồi cho Hào Hùng đi nè. Hào Hùng lên số điện thoại đi Hào Hùng ơi. Hào Hùng này lên số điện thoại. Hello chị Kim Vân nè. Hào Hùng lên số điện thoại đi nè. Hào Hùng lên số điện thoại nha. Hào Hùng chú áo khoác lên số điện thoại nè. Rồi hôm bữa hôm qua còn mấy cái quần mà lẻ lẻ kia mở ra tặng đầu like hết là nó mất tiêu. Rồi em tặng con này đầu like luôn nha mọi người nha. Chúc măng gồ giùm em nha. Cái này bằng chung áo lẻ bao phê luôn nha mọi người. Rồi ai chúc lên đỏ giùm em nè. Ai chúc đỏ lên đỏ giùm em. Chúc mình hồi giờ chưa mua được gì hết, chưa mua được gì hết. Nhưng mà chưa không có chia sẻ like là mua cái hàng bình thường. Chứ con hàng tặng không chia sẻ like em không chốt nha. Chị gì nè. Cái những em mà hàng tặng đầu like là có chia sẻ thì em mới chốt á. Chị Quân Tùng nè. Chị Quang Tùng nè, không có chia sẻ like mong chốt rồi. Áo khoác cho Hào Hùng nè. Áo khoác cho Hào Hùng. Rồi dự bị cái đó cho chị Mai Lê đi. Dự bị cái áo khoác của Hào Hùng mà là cách mới á. Rồi dự bị cho chị Mai Lê. Rồi lên quần em tặng 19k chất mango nha. 60kg quay đầu thoải mái luôn. Mẹ em 19.000 nha. Nói chung bận bao phê luôn nha. Từ khoảng 60kg quy đầu, từ 40-60kg là bọn vừa giùm em nha. Cái này bọn chung mấy áo lẻ rồi này kia là bao cho mọi người luôn ha. Rồi lên quần 19.000, vải đẹp lắm nha mọi người nha. Vải cực kỳ đỉnh luôn á, quần 19k giùm em nha. Rồi quần là cái này chân váy nè mọi người nè. Ai chúc chân váy lên chân váy giùm em tặng luôn 19.000 chất mango cao cấp giùm em nha. Cái này em tặng đầu like nha. Ai nhanh tay thì được nhận hàng tặng đầu like nha mọi người nha. Rất là xịn sò như thế này. Rồi lên mạo váy em tặng luôn 19k mạo váy thề luôn. Em tặng 19k là em lỗ hơn một phân nửa chứ không phải là em lỗ ít nha mọi người nha. Nói xạo mất lọc luôn. Rồi em tặng mọi người 19.000 nhanh tay lên đơn giùm em nè. Rồi lên mã chân váy 19k giùm em bao cho mọi người luôn. Rồi chân váy 19k giùm em nha. Quần đỏ. Tặng đỏ cho chị Duyên Lê nè.
đỏ cho chị Duyên Lê rồi váy. Rồi váy cho Thu Phạm nè. Váy cho Thu Phạm dự bị cho mình Anh Phương. Họ có viết ra cái dự bị. Dự bị cho mình Anh Phương. Cái này là ai nhanh tay được hàng tặng đầu like nha mọi người. Chứ còn cái này không có hàng gì mà nó rẻ bèo, rẻ túi, rẻ sình, rẻ như cho vậy luôn á. Trời ơi, con quần này em nó thật sự đẹp xuất sắc. Con đi size cỡ nào cũng vừa, từ 40 tới 70 kg mang vừa dùm em. Mã nâu 35 ngàn. Mã nâu 35k. Con này cưng, nói chung là xịn lắm luôn. Mà nó free size nè. Con này bận bao sướng bao phê nha. 35 ngàn dùm em, từ 40 tới 70 kg vừa. Mã nâu 35k, mã nâu nâu 35 ngàn. Rồi ai chút áo em đang bận, lên áo em đang bận hàng xịn cao cấp nha. Em tặng luôn 35k đầu like đâu thôi. Đây, con này con cao cấp hàng Quảng Châu nha mọi người. Nói chung hàng hàng xịn cao cấp ha. Rồi ai chút áo em đang bận, lên áo em đang bận nha. Free size nha. Ai mà cỡ khoảng mà từ 55 cho tới 65 kg là bận em bao đẹp. Do cái này là phơm rộng 70 kg, bận vừa giùm em nha. Từ 55 tới 70 kg bận vừa, con áo em đang bận nè mọi người ha. Dễ bận kinh khủng luôn. Cái này là nó dạng rất vai như vậy nè. Ai mà dạng như sexy model mà muốn bận chung chân váy hoặc quần sọt, cái gì bận cũng được nha. Rồi 35k giùm em, hàng cao cấp nha mọi người nha. Em tính thề luôn, em tính em lấy em bận. Nhưng mà em bận vô em cảm thấy nó rộng quá. Là nó kiểu như nó, cái vai nó không, nó kiểu như nó bị tuột hay tuột vai á. Hình như là ai mà size to em mọi người chốt nha. Cái này là giá tặng nha mọi người, xịn đét luôn. Em thật sự cái này áo của em, hồi nãy em lấy xuống em bận em like là em tính em giật mạc ra mà em bận nó hơi rộng. Rồi em tặng luôn 35k lên mà áo em đang bận 35 ngàn. Áo em đang bận 35k nha mọi người nha. Lên áo em đang bận 35 ngàn, ai size to hãy chốt nha. Còn không size to đừng chốt nha, em nói trước rồi. 55kg trở lên mới chốt được, cho em cao 1m65 mà em có 53kg thôi. Thành cho nên là em bận nó bị tuột nha mọi người. Đó, em cao 1m65 mà em có 53kg là nói chung là ớ mọi người thấy. Xương cổ, xương ơ mà em bận mấy cái hàng mà mấy cái đồ mà sexy ra là nó bị lòi xương không. Áo chị mặc bán không à? Bán đó Hiếu Thuận ơi, chốt đi. Rồi nâu nè. Nâu cho Tiệp Thiên nè. Tiệp Thiên này làm bữa có mua đơn rồi nè. Rồi nâu cho Tiệp Thiên nè. Rồi dự bị cho Trương Công Trinh. Lấy cái ra ghi dự bị đi. Lấy một cái viết ra ghi dự bị đi. Rồi lên đen luôn giùm em, Trương Công Trinh chốt đen đi. Em nói thật sự em thề luôn, em bán 35 ngàn là em bán lỗ nha. Em không hề mà bán lời mọi người đồng nào trong cái đầu like nha mọi người nha. Hàng này là chất rất là xịn sò luôn á mọi người ha. Rồi lên đơn giùm em mã đen 35 ngàn. Rồi mã đen 35k đầu like mọi người không chốt được nữa thôi cũng thua luôn. Em thật sự luôn, em tặng quá trời rẻ luôn, dự bị cho Trương Công Trinh. Cái nâu á. Rồi cái Tiệp Thiên nè, chốt đơn rồi, bạn nào có đơn thì ra cặp giùm em nha. Rồi áo đang bận, hai chút áo đang bận nên áo đang bận nha. Rồi áo đang bận cho Hiếu Thuận nè. Rồi áo đang bận Hiếu Thuận rồi, để đó từ từ chờ xíu chị trả nha. Chờ xíu chị cởi ra chị trả. Chờ đi xíu chị like xíu, trời ơi riêu nó đẹp nè. Rồi lên đen đi mọi người, ai chút đen lên đen 35k giùm em. Rồi đen 35 cho Tiệp Thiên luôn nè, dự bị cho Mai Lê. Tiệp Thiên ra cặp luôn em chị đi. Dự bị chị Mai Lê với chị Duyên Lê. Dự bị chị Mai Lê, chị Duyên Lê. Rồi lên riêu luôn giùm em nha. Rồi con riêu này 40 cho tới 5, con này 40 cho tới 60kg thôi. Con này nó nhỏ hơn mấy con kia. Rồi lên đơn giùm em, mã riêu giùm em 35 ngàn. Rồi mã riêu 35k giùm em, mã riêu nha. Hai chút riêu lên riêu giùm em 35 ngàn. Cột trang ra. Rồi riêu 35k giùm em, mã riêu. Riêu 35 ngàn. Đen em có một con một thôi. Rồi lên riêu đi mọi người, lên riêu đi. Hết đen rồi, lên riêu đi mọi người. Nói chung đồ lẻ nè mọi người, chốt đi rồi. Chúc em like áo thôi cho mọi người chốt luôn ha. Rồi riêu 35. Riêu 35 cho gì à, Hào Hùng này ra cặp luôn chị nha. Số tài khoản có ghim rồi Hào Hùng ra cặp nha. Hào Hùng nó bỏ riêng ra đi nha. Mới hồi nãy có Hào Hùng có một con, nó bỏ riêng ra bỏ chưa. Để cho người ta cặp không cặp phải xả đơn ra nha. Rồi riêu cho Trương Công Trinh nè. Ai không cặp là em xả đơn ra nha. Cái này có mấy con luôn nè. Rồi cho Trương Công Trinh. Rồi riêu cho Tuấn Khải nè. Cái Hào Hùng nó bỏ riêng ra nè. Rồi riêu cho Tiệp Thiên nè. Tiệp Thiên cũng ra cặp luôn em chị đi nè. Tiệp Thiên ơi, cho Tiệp Thiên nè. Rồi riêu cho Mai. Riêu cho chị Kim Vân nè. Tiệp Thiên bỏ riêng ra đó luôn đi, chờ cặp ở đây. Rồi dự bị cho Mai Hoàng đi, cái đơn mà khách mới á, dự bị cho Mai Hoàng. Rồi riêng hết rồi nha mọi người. Dự bị cho Mai Hoàng em đi. Ai chui vào mà. Sao chị không có. Ủa chị Duyên lên như có rồi mà. Em đọc chị rồi mà.
Rồi lên xanh đen đi nè mọi người ơi. Dạ mang đẹp luôn á. Là con xanh đen vải nó đẹp nè. Rồi lên xanh đen giùm em 35k nha. Xuất sắc luôn, em bao cho mọi người luôn. Xịn đét luôn nha. Rồi lên mã xanh đen giùm em 35.000. Con xanh đen xuất sắc luôn. Rồi lên xanh đen giùm em 35k mã xanh đen. Ai bên phòng bên kia. Rồi xanh đen 35.000. Rồi xanh đen 35k giùm em mã xanh đen. Hai con riêu còn con nữa nè. Rồi riêu còn con nữa cho Mai Hoàng đi. Cặp 50.000 đi chị ơi. Mua thì cặp 50.000 nha. Còn mua nhiều thì chị cặp 100.000. Cứ để đó em trừ trong tiền bill của chị nha. Rồi con riêu này cho Mai Hoàng đâu rồi đây. Cho Mai Hoàng của chị Kim Vân là có chưa đúng không? Coi thử Kim Vân có chưa. Có rồi. Vậy là cho Mai Hoàng. Rồi lên xanh đen đi mọi người. Xanh đen nha. Vải đẹp xuất sắc luôn. Free size là nó thật sự ai cỡ nào bận cũng được hết trơn. Nó dễ bận kinh khủng mà nó xịn như thế này nè. À, ai cặp 50.000. Diệp Thiên cặp 50 ghi vô đi. Chờ em chút nha mọi người. Rồi nhớ nha, Diệp Thiên cặp 50. Rồi lên mã xanh đen nha mọi người nha. Rồi xanh đen nha chị Duyên Lê. Chờ em chút nha mọi người. Xanh đen có hai con thôi. Có hai đơn thôi nha, có hai con thôi, xuất sắc luôn. Rồi xanh đi nha chị Duyên Lê nè. Rồi xanh đi nha chị Hà Nguyễn. Chị Hà Nguyễn ra cặp luôn giùm em đơn này nha. Chị Hà Nguyễn ra cặp luôn giùm em đơn này nha. Mọi người thành nên, mọi người thấy không, cách với em cũng cặp nữa chứ mà là cách lạ gì đâu. Hào Hùng nè, Hào Hùng ra cặp đi nha. Bè nào cặp. Bè nào cặp thì mới chốt nha mọi người nha. Rồi ghi ai mới cặp 50.000 á. Tiệp Tiệp Phan gì đó, Tiệp Thiên. Tiệp Thiên cặp 50. Rồi ok ha mọi người ha, qua tiếp nha. Rồi em tặng luôn con này. Trời ơi nó đẹp như dây nè mọi người ơi, xuất sắc chưa nè. Con này con cao cấp giùm em nha. Rồi lên mà đỏ giùm em tặng luôn 49.000. Con này là đuổi cao cấp giùm em free size. Rồi con này size của nó là con này 60 kg quay đầu. Bạn nào cao 65 kg bận được nha. Rồi con này từ khoảng 50 cho tới 60 kg bận vừa giùm em. Ai cao là 65 kg bận được luôn ha. Xịn đét luôn, em bao cho mọi người con này luôn. Đây, trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn giùm em. Rồi nhanh tay lên mã đỏ giùm em nha. Lên mã đỏ giùm em. Rồi đỏ giùm em 49.000 mã đỏ. Phải là em bao định nha mọi người ha. Đỏ 49k giùm em. Trời ơi rin nè. Rin lụa giùm em nha mọi người. Con rin lụa suông xịn đét như thế này nha. Rồi rin lụa dài giùm em 59k mã rin lụa nè. Rồi riêng giùm em 40 tới 60 kg bận đẹp giùm em nha. Con này em có mấy con luôn á. Mà hàng của em là nó mất tiền. Nói chung là em nhập sỉ giá 300 mấy, em bán tới 500 mấy lận. Nhưng mà con này là cát nha, giống ở đâu. Ý là em có mấy con nhưng mà không phải giống cái này. Rồi quần đỏ giùm em 49k mã đỏ. Rồi đỏ cho chị Hà Nguyễn nè. Không cặp luôn rồi để chọn nha. Còn mà xíu cặp này cũng như không. Rồi đỏ chị Hà Nguyễn. Ai chút đỏ lên đỏ nha. Rồi đi lụa cho Loan Hồng. Chị Hà ra cặp luôn giùm em đây nè. Chị Hà là chị mua biết nhiêu đơn mà em vẫn cặp hết trơn nha mọi người. Đơn của em là sỉ lựa em cũng bắt cặp luôn. Nói chung là cái này quy định của bên em là nó như vậy. Rồi xanh đen. Trời ơi con này xuất sắc luôn nha mọi người. Con này nó thật sự vải xuất sắc luôn giùm em. Size XL. Rồi 50 tới 65 kg bận được con xanh đen này luôn giùm em ha. Rồi lên mã xanh đen giùm em 65k hàng cao cấp nha mọi người. Ai nhận hàng về là biết nha, hàng hai tan cao cấp giùm em, Quảng Châu cao cấp lên mã xanh đen. Từ 50 tới 65 kg bận vừa giùm em, chỉ có từ đỉnh thôi. Nhận về đi rồi biết em bao xịn nha mọi người luôn. Rồi xanh đen giùm em 65k, bữa hôm qua chốt quá trời mà không có hàng á. Kiểu như là cái bao này là bao khác. Bữa hôm qua hạ khách chốt mà không có hàng. Rồi con này con gạch luôn giùm em nha. Cặp bao nhiêu chị Đoàn Thị Bích Ngọc thì cặp cho em 1 triệu nha. Rồi xanh đen 65k. Xanh đen cho Quân Tùng. Rồi chị Quân Tùng ra cặp luôn giùm em nha. Ghi 65k chị Quân Tùng đi. Rồi lấy mã này mã gặp giùm em á mọi người ha. Con này nó tự nhận về là phê liền luôn. Rồi lấy mã gặp giùm em 65.000 mã gặp 65k giùm em. Trời ơi xuất sắc lắm mọi người ơi. Rồi gặp 65.000 giùm em nha. Vải làm bao ha.
vả làm bao chất hàng hàng hãng như thế này nè, cho em có bán hàng tào lao đó, ai mua hàng bên em rồi là biết ha. Rồi lên gạch giùm em 65k mã gạch. Gạch 65.000. Đây này còn mấy con sung su này em tặng cho mọi người luôn ha. Rồi lên mã hồng em tặng luôn 35k, còn có 01 thôi. Rồi hồng nhanh tay lên đơn 35.000. Nè mọi người nhìn thấy chất nè. Rồi hồng 35k free size nha, 40 tới 70 kg vẫn được con này nha. Rồi nhanh tay lên hồng giùm em tặng 35.000, phải đẹp ghê luôn. Hồng 35k giùm em mã hồng, rồi còn con tím nữa nè. Rồi ai chút tím lên tím giùm em 35k mã tím. Trời ơi, vải nè mọi người nè. Vải nè, phê lắm luôn nha. Rồi lên tím giùm em free size 35.000 mã tím. Rồi tím 35k giùm em mã tím nha. Rồi gặp cho Huỳnh Anh Phương. Cảm ơn, từ từ. Chị Quân Tùng ơi ra cặp đi nha, chúc được con xanh đen rồi ra cặp giùm em nha. Chốt được con xanh đen rồi ra cặp giùm em. Bỏ riêng cái con xanh đen của chị đó ra nha. Rồi để có chốt được thì hãy ghi 65.000 như chưa. Rồi gạch cho chị Duyên Lê nè. Gạch cho chị Duyên Lê dự bị cho Huỳnh Anh Phương. Rồi hồng 35k cho chị Kim Vân. Rồi còn tím nha mọi người, ai chút tím lên tím. Rồi tím cho Huỳnh Anh Phương. Trời ơi toàn hàng đẹp không à, VIP không mọi người nè. Trời ơi, dạ man luôn nha. Cái chất này nó thật sự phê lắm luôn, đỉnh của chớp luôn. Rồi con đen này là con đen cao cấp giùm em nha. Con đen là có dây kéo, hàng nhà hàng công sở chứ không phải là ba lưng thông thường nha mọi người. Hàng hàng cao cấp giùm em. Rồi lên mã đen này 75.000 giùm em. Rồi size này từ khoảng 50 cho tới 60kg bận được giùm em. 50 tới 60kg bận đẹp giùm em nha. Tùy theo chiều cao, bạn nào bắt người 50 tới 55, còn cao 60kg quay đầu nha. Mấy con này con hàng cao cấp nha. Vải nó siêu đỉnh luôn nha mọi người. Đen nó bị chá màu. Rồi lên mã đen giùm em 75k mã đen. 50kg đã bận được rồi nha mọi người. Rồi đen giùm em, ai chút đen lên đen. Rin lụa đồ nhiều lắm mọi người. Rồi cái bao này rin quá trời luôn. Rin là hàng cao cấp chứ mà rin là rin tàu lao đâu. Em bán không có bán hàng thường đâu. Cái này là cái shop của người ta là mở, nói chung là hàng là toàn hàng cao cấp thôi. Rồi đen 75.000. Cọc cạc được nha Hào Hùng ơi, cọc cạc được nha. Rồi đen 75 cho chị Duyên Lê mà thấp người là không vừa nha chị Duyên Lê ơi. Nếu mà thấp người là không vừa nha. Cao thì 60kg mới vừa, còn thấp người là không vừa đâu. Đen cho Huyền Trang, thấp người là không vừa đâu. 55kg, thấp người chỉ 55kg thôi. Em bán nó rõ ràng để nó không về bận không được. Rồi một con quần jean bách ghi xịn sò như thế này nha. Em bao nha mọi người, con này là chủng hàng shop luôn. Nhận về không đẹp như lời em nói được hoàn hàng cho em nha. Xịn đét như thế này nè, con này con cao cấp giùm em size L. Rồi lên mã jean size L giùm em nha, 79.000. Con này là con cao cấp giùm em nha, coi dạng thoải mái. Đó người ta tệ gì người ta like phải là cái này phải là 160, 170. Rồi ai chút lên đơn giùm em 79k này, mã jean 79.000. Em bao hết nước Việt Nam size 31. Size 31 nha, 79k quần cao cấp, mã hoàng thường. Rồi size 31 giùm em là jean lụa em còn nữa. Trời ơi, hôm qua nó kêu lấy jean lụa ra bán đi. Mà nó chưa có thời gian đâu. Đây em còn cái quần hồng nữa. Ai chút hồng lên hồng 35.000 nè. Ai chưa nhận được hàng tặng thì nhanh tay lên hồng 35k giùm em. Rồi hồng 35.000 nha. Bạn nào chưa nhận được hàng tặng thì lên hồng 35.000 giùm em. Hồng 35 kiếm cởi áo này đang trả quá. Hồng 35k giùm em mã hồng. Hồng 35.000 nha mọi người. Rồi rin lụa nè mọi người. Con rin lụa em còn nè, hồi nãy bạn nào chưa chốt được nha. Nhưng mà con này size từ khoảng 40 cho tới 50kg nha mọi người. Ôi trời ơi, con này nó bị lỗi đó mọi người. Có ai chốt hàng mà hàng lỗi mọi người chốt nha. Nè cái này nó bị, cái cây này bị lỗi. Sao này lỗi vải xíu trên này nè. Cái này nó lỗi vải xíu ở trên này. Còn cái này nó bị ruột nè mọi người. Con này nó bị ruột như vậy này, về ai mà làm lại được thì chốt nha. Em tặng cho mọi người con 20.000 comment mã lỗi giùm em nha. Con này thì nói chung là nó không dơ gì, quên nó không có lỗi gì nhưng mà nó hơi dơ. Người ta treo shop á, nó dơ nhẹ chút xíu, em tặng 20.000. Lên mã lỗi tặng 20 giùm em. Ai chịu thì hãy chốt, còn không chịu đừng chốt giùm em nha. Rồi con riêng nào là lên riêng lỗi giùm em. Lên mã riêng lỗi giùm em nha. Là như con này nó có xíu ngay đây, mọi người bận áo nó phụ xuống nó không thấy gì luôn ha mọi người ha. Còn con đây mọi người về mọi người làm lại giùm em. Thay vì em bán cho mọi người là bao nhiêu, hồi nãy là like bao nhiêu, nói chung là giá tặng ha mọi người ha. Rồi 20.000 giùm em. Cái này về ai có thời gian hoặc là đưa ra tiệm nó may lại, nó bị ruột chỉ ngay đây thôi chứ không phải là lỗi gì nha mọi người nha. Rồi lên riêng lỗi em tặng 20.000. Riêng lụa nè mọi người mua giá rất là cao luôn ha mọi người ha. Rồi lên mã lỗi tặng 20, em có 3 con. Rồi lên riêng lỗi tặng 20, có 3 con ha. Riêng lỗi tặng 20, có 3 con riêng lỗi.
Không em ơi, dồn mấy ngày lận nha Mỹ Nhân Nguyễn ơi. Dồn hôm nay rồi nữa ngày mai mới đi đơn em nha. Trời ơi, cái nào ngày nào đi đơn chị có báo mà. Rin 79k cho Hiếu Thuận nè. Ngày nào đi đơn là chị có báo hết nha. Thành nên là mọi người cứ nhấn theo dõi đi, rồi ngày nào đi đơn là em sẽ báo cho mọi người nha. Hồng với chị Xuân Dung Hoàng nè. Chị Xuân Dung Hoàng dự bị cho chị Hà Nguyễn. Chị Hà Nguyễn ra cặp cho em đi nè. Bỏ con Rin cho Hiếu Thuận trước đi. Con nó banh to ra đi, gấp lại làm gì nhỏ xíu vậy. Banh cái quần ra cho nó nhìn cho nó giá trị. Tự nhiên đi tắp cái quần vô có chút xíu à. Trong cái quần này cái bao vừa mà tự nhiên đi tắp vô cho nó rộng ra vậy trời. Nhưng mấy cái này nè, trời ơi, bỏ cái quần xíu cái quần đúng tởm. Rồi lỗi nè. Rồi xin lỗi cho Tuấn Khải nè. Xin lỗi chị Mai Lê nè. Từ nha mọi người, mạng yếu quá nó không ra đơn được. Rồi Tuấn Khải với chị Mai Lê. Rồi lỗi cho Huyền Trang. Rồi em hết hàng là hết lỗi rồi. Rồi hết rồi, hết hàng lỗi rồi nha. Đi ra đi. Rồi con gạch này em còn con nữa nè mọi người nè. Con gạch này em còn một con nha mọi người. Ai chưa có được gạch thì nhanh tay chốt gạch giùm em nha. Hàng cao cấp giùm em 65k mã gạch. Gạch 65 ngàn giùm em, xuất sắc luôn nha. Size là XL 60kg quay đầu. 60kg quay đầu giùm em nha mọi người nha. Rồi lên mã gạch giùm em ha, 65 ngàn hàng cao cấp. Gạch 65k hàng cao cấp giùm em nha. Rồi lên gặp giùm em 65k, quần jean bên em là xịn xịn như vậy không à. Em bao cho mọi người luôn. Không bao giờ mua ở đâu mà rẻ như cái shop của em, là do biết sao. Em là chuyên sĩ, hàng sĩ mà ôm lô á. Thành nên là em bỏ ra em like là giá là đương nhiên là phải rẻ, rẻ hơn rất là nhiều so với những cái bạn mà ôm lô của mình về. Người ta like và là like gấp đôi, ta tiền nhân viên, tiền này tiền kia đủ thứ hết ha. Còn cái này là em là tận gốc luôn á mọi người. Rồi con này size L giùm em nha. Size L giùm em toàn mẫu mới, phải hạ nút mẫu mới nha. Rồi size L giùm em 79k. Cái này là hàng cao cấp nha. Mọi người em bao cho mọi người là hàng cao cấp nha. Rồi lên mã size L giùm em 79.000 size L. Trời, cái này siêu lưng cao luôn, vải đẹp lắm. Rồi size L giùm em 79.000 size L. Riêng nữ đúng rồi em ơi, riêng nữ nha. Riêng nữ ha. Rồi gặp cho mình anh Phương. Gạch cho mình anh Phương. Chị Duyên Lê hồi nãy có một con gạch rồi mà. L79K cho Trương Công Chinh. À, Thủy Lê này, khách mới lên số điện thoại nha Thủy Lê ơi. Thủy Lê này, khách mới lên số điện thoại nè. Trần trần trần. Cộng trăm ngàn là ai vậy ta? Thấy trần hùng mà. Rồi ai mới cặp ghi luôn em nha. Gì? Sao? Ra gì nè. Sao ông sếp quay cái mặt ra, quay cái đầu ra. Ờ, thì cái mặt của ta không quay ra đi, ập vô chấm. Chị nhận sĩ không? Em cũng muốn kinh doanh quần áo. Kinh doanh quần áo anh bóc nha em nha. Ai mới chịu khoản cọc mọi người ơi, mới nhận đồ đẹp quá trời rồi. Cảm ơn Nhung Dương nha. Đó, toàn khách mới không á mọi người. Mấy bạn đó toàn khách mới không á. Nhận hàng về là khen, đều khen nha mọi người nha. Rồi em tặng mấy con này nè. Rồi chân váy giùm em nha. Chân váy xếp ly giùm em nè mọi người ơi. Có quần đùi bên trong luôn nha. Chân váy xếp ly có quần đùi bên trong luôn. Vậy em bao xịn nha. Rồi con này size M giùm em ha. Con này size M giùm em đó, trong váy này bận chung như này cũng xuất sắc luôn nha. Rồi lên mã trong váy giùm em 39.000 size M, có quần đùi bên trong nha. Bao đẹp cho mọi người luôn ha. Hè này em bao. Rồi lên đơn giùm em trong váy 39k size M đó, mọi người bận chung giá em đang bận như thế này là cũng sexy cũng đẹp nữa ha. Rồi lên trong váy giùm em 39k mã trong váy 39.000 cho Phan Thị. Trong váy cho Phan Thị. Rồi dự bị cho Hoa Nguyễn. Rồi một con quần mút rì nha mọi người nha. Rồi con quần này 60kg quay đầu giùm em. Ai chút mã quần, lên mã quần. Rồi lên mã này giống như trang đồ bồ rớt ra không. Rồi lên mã này mã xám giùm em, hàng cao cấp nha mọi người. Xanh lời giùm em mã xám. Xám này hàng cao cấp giùm em bao xịn nha mọi người luôn nha. Toàn bộ hàng cao cấp nha mọi người. Rồi lên xám giùm em xanh L 65.000 mã xám L. Vừa lưng thun vừa bản mẫu mới nha mọi người nha. Rồi lên mã xám giùm em, size L giùm em nè.
65.000 mã xám. Rồi xám 65k giùm em mã xám, xanh L 65.000 mã xám. Cái gì vậy? Để trên xe không biết. Rồi lên đơn giùm em nha. Rồi ai chốt đen lên đen giùm em nha. Rồi đen giùm em tặng luôn 39k size to nha mọi người. Size này 60kg quay đầu thoải mái luôn. Rồi lên đen 39.000. 60kg quay đầu thoải mái luôn giùm em nha. Cái này ai mà cao có thể 65kg bận được luôn giùm em nha, to lắm. Rồi cái này em cho là 65kg quay đầu đi, do nó bự dạ mang vậy nè. Rồi lên đen giùm em 39k 65kg quay đầu, từ 55 tới 65kg bận vừa giùm em nha. Ai mà thấp người mà muốn bận rộng rãi thoải mái 50kg vẫn bận được nha, do bản lưng thun nha mọi người. 39k giùm em, 39.000 giùm em mã đen. Rồi đen 39k giùm em mã đen nha. Này á, lát giờ hỏi này á. Gì vậy trời. Rồi xám, xám cho Hoa Nguyễn nè. Quân Tùng. Rồi ok, Quân Tùng cầm 100.000 ghi vô đi. Quân Tùng cầm 100.000 rồi, nhận của Quân Tùng rồi, cầm 100.000 rồi nha. Rồi xám cho nhờ khám sim đời. Rồi xám xanh L cho Hoa Nguyễn, vừa bị gia Trương Công Trinh. Rồi lên đây dự bị gia Trương Ông Trinh, đi ra kia đi. Dự bị gia Trương Ông Trinh. Nói một hồi nữa bị đồ. Rồi đi như chị Đoàn Thị Bích Ngọc. Rồi đi như Huỳnh Gấm. Em có áo khoác đâu ơ đồ nhiều lắm nha mọi người nha. Còn hàng đẹp thôi. Chờ xíu nữa em lên áo khoác em tặng rẻ luôn cho mọi người nha. Rồi con trắng này em còn một con xí trên lời hàng cao cấp giùm em nha. Rồi lên mã trắng xí treo giùm em nha. 65k mã trắng giùm em nè. Rồi trắng xây trên lời giùm em, 65.000 hàng cao cấp giùm em nha mọi người ơi, chuẩn hàng shop luôn giùm em nha. Nhận về là chỉ có từ phê thôi, em bao cho mọi người là một yên tâm mà chốt nha. Rồi lên trắng xây trên lời giùm em, 65.000 mã trắng giùm em. Rồi trắng 65k giùm em mã trắng. Trắng 65.000. Trời ơi, quần rin nè, xuất sắc vô mọi người ơi. Rồi rin suông, rin lụa nha mọi người. Rin suông, rin lụa dài giùm em, bao phê, bao xịn nha. Rồi rin giùm em 75.000, 60kg quay đầu. Ồ con này đẹp dã man luôn. Rồi lên đơn giùm em nha mọi người. Ai chốt trinh lên trinh giùm em nha. 75k con này nó dày hơn con hoàng nãy nha. Nó dày hơn nha. Rồi lên trắng giùm em. Ai chốt trắng lên trắng giùm em nha. 65.000 mã trắng. Trắng 65k đen đó em hết rồi. Để con nữa em like nha mọi người. Để em lôi ra nữa con nữa em like. Rồi trắng cho mình anh Phương nè. Còn anh Phương còn bộ áo dài em có lấy báo chị nha. Áo dài là chị chia lại chứ không phải là chị bán nha. Không bán. Rồi riêng cho chị Hà Nguyễn. Hà Nguyễn chưa cập đúng không? Chị thấy tôi tiết chốt đơn là lên giá tiền dự bị cho Nguyễn Trúc Linh đi. Dự bị Nguyễn Trúc Linh. Riêng em nhiều lắm, riêng em nhiều lắm. Rồi con sát, mấy cái này chút xíu lẹ lẹ em tặng hết cho mọi người nha. Xíu nữa hàng lẹ lẹ em tặng hết cho mọi người, cứ từ từ đi. Từ từ hàng lẹ em tặng hết. Rồi con này size 30 nè, trời ơi đẹp không à. Rồi con xám đi size 30 giùm em nha mọi người. Trời ơi toàn hàng VIP không à. Rồi xám size 30 giùm em, bên ngoài nó đẹp hơn á, màu tối tối là nó bị chá màu. Rồi xám giùm em size 30 nha, 75.000. Mà xám quần ống suông mẫu mới bây giờ mà hàng xịn nha. Nói chung là jean cao cấp mềm mịn nha mọi người ha. Rồi lên đơn giùm em nha, mã xám giùm em size 30. Ai chút xám lên xám giùm em size 30. Rồi xám size 30 giùm em, 75k mã xám. Ồ cái này nè. Trời ơi, cái này nó đẹp dã man luôn nè. Rồi con này size của nó là... Rồi size L giùm em nha. Rồi con này size L giùm em nè. Co giãn cực kỳ tốt luôn ha. Rồi lên size L giùm em. Rồi em tặng luôn 75.000. Rồi size L 75k giùm em nha. Rất là đỉnh luôn ha mọi người ha. Size L 75.000 giùm em. Size L. Rồi size L 75k rất là đẹp. Riêng lụa hết rồi chị Thái Tuyết ơi, riêng lụa hết rồi. Xám 30 cho chị Quân Ngọc. Xám 30. Rồi dự bị cho Phan Thị. Dự bị cho Phan Thị. L75. L75 cho Phan Thị. Dạ rồi rồi. Rồi ok chị nha, ok chị. Trời ơi, đen cao cấp còn con nữa, hồi nãy ai chưa chốt được nhanh tay nè. Rồi con này size cỡ khoảng size M. Size này cỡ khoảng là từ khoảng 40 cho tới 50, 53, 55kg quay đầu giùm em nha.
Rồi đen giùm em 75k hàng cao cấp giùm em nha mọi người. Rồi con đen này 75.000 giùm em, xuất sắc luôn, nhận về đi hàng bao đỉnh nha mọi người luôn nha. Rồi nhanh tay lên mã đen giùm em 75k, nó chá màu cho bên ngoài rất là đỉnh luôn nha, siêu lưng cao giùm em. Mấy con này mấy con cao cấp rồi, đen giùm em. Đen giùm em nha, chúc đen lên đen giùm em. 75.000 mã đen. Rồi một con mã gặp giùm em nè, chúc gặp lên gặp giùm em. Rồi free size luôn. Con này size cỡ khoảng 60kg quay đầu giùm em luôn nha, lên mã gặp giùm em. Rồi ai chúc gặp nhanh tay lên gặp, em chốt luôn 39k mã gặp. Rồi gặp 39.000, ai chúc gặp lên gặp 39k mã gặp. Gặp 39.000 giùm em mã gặp. Rồi đen 75 cho hoa Nguyễn nè. Đen 75 cho Hoa Nguyễn, dự bị cho chị Hà Nguyễn. Rồi gặp 39 cho Trương Công Trinh, dự bị chị Hà Nguyễn. Rồi gặp cho Trương Công Trinh, gặp đó vải toàn vải xịn thôi đó nha mọi người nha. Ôi con này VIP nè, ngày hôm qua chưa chốt được nè, 60kg quay đầu, trời con này ở ngoài đỉnh lắm nha. Trời ơi, nó thật sự nó đẹp dã man luôn. Lên đỏ đôi giùm em, ai chúc đỏ đôi nhanh tay lên đỏ đôi giùm em nha. 65k nhận về chắc không xịn, em trả tiền một đỉnh gấp 10 lần cho mọi người, chứ không phải là gấp đôi đâu, xịn đét như thế này nè. Rồi nhanh tay lên đỏ đôi giùm em, 65.000 free size, 60kg quay đầu. Trời ơi vậy nó đẹp, nó rủ, nó nặng triệu tay luôn á, nó rủ sướng lắm mọi người ơi. Rồi lên mã này, mã xanh giùm em nè. Rồi em tặng luôn con này nha, ai chúc lên đơn giùm em mã xanh hàng cao cấp nha. Rồi con này 55.000, con này xanh L giùm em, mã xanh 55k giùm em, xanh L. Con này không có hàng đâu, mọi người mua cũng có hàng, em nói thật sự luôn nha, hàng cao cấp nha, rẻ kinh khủng luôn á. Rồi lên xanh giùm em 55k mã xanh nè. Xanh 55.000 free size luôn, xanh L đó. Xanh 55.000. Rồi xanh 55.000. Lê Ngọc Hà cọc chưa ạ? Lê Ngọc Hà ra cọc đi, Lê Ngọc Hà ơi, Lê Ngọc Hà này ra cọc đi nha. Ủa nọ đôi chưa ra đơn hả? Rồi đỏ đôi cho Huỳnh Anh Phương. Đỏ đôi cho Huỳnh Anh Phương. Rồi con riêu xanh cho mình gắm. Rồi con đen này mọi người nó bị lật á, mọi người về mọi người lận lại nha, em có thời gian nha. Rồi mọi người về lận lại giùm em nha, em tặng con này 59k thôi, cũng là hàng cao cấp luôn giùm em nha. Rồi 50-60kg bằng đẹp giùm em nha. Cái này mọi người em nói trên live luôn, mọi người về lận lại giùm em đi. Rồi mọi người muốn cố định thì mọi người đơm vô giùm em ha, đơm cho nó cố định luôn, cho nó bị lật tung á. Rồi lên đơn giùm em nha mọi người, ai chúc đen nhanh tay lên đen giùm em nha. Rồi em tặng luôn 59.000 toàn hàng cao cấp không à. 59k mã đen giùm em. Trời ơi, da bò nó đẹp. Rồi đen 59.000 giùm em mã đen. Đen 59k giùm em mã đen. Trời ơi, da bò xuất sắc luôn. Rồi con da bò này size 2XL nha, 2XL hàng cao cấp giùm em nha mọi người nha. Trời ơi, xuất sắc luôn nha. Rồi nhanh tay lên da bò giùm em nè. Con này con cao cấp 75k giùm em. Da bò 75.000, hàng cao cấp nha mọi người. Lên da bò giùm em 75k. Mới lên trăm mấy xong nó nhảy ra rồi. Da bò 75.000 giùm em mã da bò. Da bò 75k nè, toàn bộ hàng cao cấp không như vậy mọi người, không chốt được rồi chốt gì trời. Em thật sự luôn, đẹp dạ man luôn. Rồi da bò 75. Quân Tùng đâu cần lên số nồi nữa đâu, chốt cái gì cứ lên đơn thôi nha. Rồi đen 59.000. Đen 59 cho chị Xuân Dung Hoàng nè. Chị Xuân Dung Hoàng ra cặp đơn này luôn giùm em nha. Nói chung ai em kêu cặp quá chứ không phải là riêng gì ai nha mọi người nha. Không phải riêng gì ai đâu ha. Rồi chị Quân Tùng này chốt đơn là kèm mã kèm giá tiền giùm em là được ha. Rồi da bò cho chị Xuân Dung Hoàng. Rồi dự bị cho chị Mai Lê. Rồi da bò dự bị chị Mai Lê đi. Cái đen này của chị Xuân Dung Hoàng luôn nè. Cái da bò luôn, da bò xịn lắm nè. Hàng toàn hàng cao cấp như vậy không mọi người, không chốt gì em thật sự mọi người luôn. Hàng này là hàng cao cấp nha mọi người ơi. Size này cỡ khoảng size L bận được giùm em, ML bận được giùm em nha. Rồi lấy mã này mã cao cấp giùm em nha. Rồi em chốt cho 195.000 mã cao cấp. Cái này mà em nói sự bên ngoài nó đẹp hơn bên trong rất là nhiều luôn. Cứ nhận hàng về tự nhiên lời em nói không ha. Cái quần sao lại nó có nếp gấp không? Xếp nếp gấp này xếp gì vậy chị? Rồi lên đơn giùm em nha mọi người. Lên mã cao cấp giùm em 95.000.
Rồi em ML chốt được giùm em nha. Size M và size L chốt được giùm em. Cái hàng cao cấp này vừa lưng thun vừa dây kéo nữa. Thật sự vậy nó xịn lắm. Jean nó mềm kinh khủng khiếp luôn nha mọi người nha. Rồi lên mã cao cấp giùm em. Rồi lên mã xanh đen giùm em. Ai chốt xanh đen lên xanh đen nha. Siêu co giãn nó giùm em nha. Rồi xanh đen giùm em. Co giãn cực kỳ tốt luôn á mọi người ha. Rồi con xanh đen này lỗi nè mọi người ơi, nó bị dột chỉ ngay đây nè. Rồi con này em chốt cho mọi người 45.000. Em chốt tặng cho mọi người 40.000. Về mọi người ấy sơ lại giùm em nha. Rồi lên mã lỗi giùm em 40 nè mọi người. Ai chốt lỗi lên lỗi giùm em 40 nha. Rồi xanh đen lỗi giùm em xì đó xíu. Nói chung vải siêu đẹp luôn, đỉnh luôn á. Size M nha, con xanh đen size M vải đẹp lắm. Con xanh đen size M giùm em nha. Rồi cao cấp cho Tiệp Thiên nè. Nãy Tiệp Thiên cặp 50 rồi đúng không? Rồi dự bị cho Nguyễn Trúc Linh. Rồi lên mã lỗi giùm em. Con cao cấp đó bên ngoài đẹp lắm. Rồi lên mã lỗi giùm em nha mọi người. Ai chốt lỗi lên lỗi giùm em nè. Rồi lỗi giùm em 40.000. Rồi mã lỗi cho Loan Hồng nè. Lỗi nè. Cởi ra quá. Rồi một con quần sọt riêng nè mọi người. Rồi con sọt riêng này sấy trên L nha mọi người. Rồi sọt riêng này sấy trên L giùm em nha. Rồi em chốt luôn nha mọi người 39.000. Sấy XL lần nha mọi người ơi, 39k. Trời ơi đẹp chưa. Rồi sọt riêng 39k giùm em sấy trên L. Sọt riêng 39.000 giùm em nha. Ai chốt sọt riêng lên sọt riêng giùm em 39.000. Sọt riêng 39k giùm em ạ. Sọt riêng đó mọi người ha. Rồi quần đá nè. Quần đá này còn một con hà 2 nút nha mọi người. Hà 2 nút giùm em nha. Size này size 30. Hà 2 nút cao cấp giùm em nha. Bên ngoài nó đẹp lắm luôn ha. Rồi lên mã này, mã 2 nút giùm em size 30 nha. Co giãn cực kỳ tốt luôn ha mọi người ha. Rồi em chốt 79k. Rồi 2 nút 79.000 giùm em mã 2 nút. 2 nút 79k. Rồi đợi đẩy qua đi. 2 nút 79.000 giùm em nha. Siêu co giãn xịn luôn á. 2 nút 79k giùm em nè. Ai chốt lên đơn nha. Rồi riêng. Rồi riêng cho hình gấm nè. Rồi ai chốt mã này lên giùm em nha. Rồi hai nút cho Quân Ngọc nè, co giãn cực kỳ tốt luôn, xịn lắm. Rồi dự bị cho Hoa Nguyễn nè. Quân Ngọc dự bị cho Hoa Nguyễn ha. Rồi rinh nhiều lắm mọi người. Cái này rinh quá trời luôn. Rồi con này size cũng size M. Rồi size S, size M chốt được giùm em nha. Con Becky nè. Becky này là ở dưới ống nó có gài nút như thế này nha mọi người ơi. Về gài vô ha, tăng đưa vô ha. Rồi lên mã Becky giùm em nè. Rồi lên Becky em tặng 59k Becky ha. Becky cao cấp giùm em. Nói chung jean lụa nó mềm mà cái này vừa lưng thun vừa dây kéo. Rồi em tặng 59.000. Rồi size S, size M chốt được 59k giùm em. 59.000 giùm em ha. Rồi một con ống loe nè mọi người. Một con ống loe size L nha mọi người. Con ống loe size L. Ai chốt loe lên mã loe giùm em. Ai chốt loe lên loe giùm em nha mọi người nha. Rồi loe giùm em 75.000. Mã loe 75k bên ngoài màu đẹp hơn nha. Rồi loe 75k giùm em mã loe nè. Rồi loe giùm em 75k. Em có đọc sai mọi người nghe rõ cái sai nha. Rồi ống suông nè, toàn riêng lụa xịn các mọi người nè. Rồi con này con quần ống suông size 30. Rồi quần ống suông này size 30 nha mọi người. Ai chốt mã suông lên mã suông giùm em size 30 nè. Jean lụa cao cấp giùm em nha. Rồi lên mã suông 30 75.000. Rồi mã suông 30 size 30 75k giùm em mã suông ha. Suông suông giùm em 30. Rồi jean 59k cho Nguyễn Trúc Linh nè. Jean 59 Nguyễn Trúc Linh loe cho Trần Huyền. Loe cho Trần Huyền. Rồi suông 75.000. Ai chốt suông lên suông giùm em 75k mã suông nha. Rồi xuân ơi chị Xuân Dung Hoàng. Trời ơi đẹp nữa nè mọi người ơi, xuất sắc luôn. Trời ơi dạ mang luôn nha mọi người nha. Rồi lên đơn giùm em. Rồi con này nó bị lỗi đó mọi người ơi. Bị lỗi mà nó cào cào nè nè. Ai chút lỗi lên lỗi đi em tặng cho mọi người 40.000 nha. Cái này nó kiểu như nó cào quá, nó bị cào mà nó vướng á. Rồi lên mã lê lỗi giùm em nha, 40.000. Còn em mã lỗi giùm em. Trời ơi tiền mất cái á, tiền mất quá trời tiền luôn. Rồi lên đơn 40.000 thì em mất 55.000 liền không? Cái này em like 95.000 là quá rẻ rồi nha. Hàng cao cấp không à. Rồi con này size của nó là size M. M nha mọi người. Con này size M lên lỗi giùm em nha. 45k mã lỗi giùm em. Rồi 45k mã lỗi giùm em nha. Ai chút lỗi lên lỗi giùm em 45.000. Tại vì cái nó kèo.
Rồi lên mã này mã zin giùm em là zin lụa giùm em nha. Rồi 59k giùm em mã zin lụa là 59.000. Bạn nào chưa nhấn nút theo dõi, nhấn nút theo dõi giùm em nha. Ai mà muốn chốt được á mọi người, nói chung là tương tác mọi người thích cái like đang like nha, thả cho một tim một like cho để bị ẩn comment nha mọi người nha. Rồi 59k ai chưa theo dõi nhấn nút theo dõi giùm em nha mọi người. Ai chưa theo dõi nhấn nút theo dõi giùm em ha. Trời ơi nó xịn nè. 59.000 giùm em. Khỏi bị ẩn comment á, nhiều khi mọi người bây giờ cái này mọi người không được nhưng mà chút xíu nữa cái này mọi người thích mọi người là không chốt được á. Rồi lên này size M giùm em này. Trời ơi xịn chưa. Rồi size M giùm em tặng luôn 39.000 nha. Size M 39k toàn hàng xịn không à. Rồi lên mã M 39.000 giùm em. M L chốt được nha. Rồi M 39k giùm em mã M. Chấm ABC đừng chấm 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 vậy nó khóa bình luận nha mọi người nha. Rồi loại 40.000. Em đọc lộn, loại 40.000 cho Trần Huyền. Loại 40k cho Trần Huyền nè. Em đọc 40 rồi em đọc 45 rồi em bị liệu á. Rồi 59k. Bạn nào khách mới thì nhớ lên số điện thoại giùm em nha. Rồi riêng cho chị Hà Nguyễn nè. Rồi 39k em mời cho chị Xuân Dung Hoàng nha. ML bận được luôn á. Mấy con đó nó dễ bận lắm. Và con của chị Hà Nguyễn dự bị cho Tiệp Thiên nè. Con Jin nó dự bị cho chị Tiệp Thiên. Dự bị cho Tiệp Thiên nhớ quá. Yêu chị nó giận nữa. Nhiều khi em bị quen cái miệng hay đọc gì á quen miệng. Trời ơi một con bí nâu này siêu cưng luôn nha mọi người. Một con bí nâu giùm em 35k free size nha. Con này xuất sắc luôn 35.000 giùm em. Con này nói chung mọi người dễ bận kinh khủng luôn. Nâu 35.000 giùm em là nâu. Nâu 35. Rồi một con quần đỏ này free size em tặng luôn 25.000. Con quần đỏ này free size nha mọi người. Cỡ này không vừa chân ha. Nói chung là nó có túi rất là sâu luôn. Nó free size, nó dạng phim rộng, nó trang dạ quấy mọi người. Dạ cái váy mọi người nè. Rồi lên đây giùm em mã đỏ 25.000 mã đỏ. Rồi đỏ 25k giùm em mã đỏ mọi người ha. Chút đỏ lên đỏ em 25.000. Mã đỏ giùm em 25k. Rồi xám em còn con nữa nè. Trời ơi xịn không à. Chút xíu nữa lai áo nha mọi người. Rồi con xám này xám M. Ai chút xám M lên xám M giùm em toàn hàng cao cấp nè. Rồi xám M lên xám M giùm em nha mọi người. Xám M 65k giùm em toàn hàng cao cấp thôi. Em bao cho mọi người luôn ha. Rồi xám M giùm em. Ai chút xám M lên xám M giùm em 65k toàn hàng xịn không à. Xám M 65.000. Nhấn nút theo dõi giùm em nha mọi người nha. Ai chưa nhấn nút theo dõi, nhấn nút theo dõi giùm em ha. Cái con gì? Con nâu hả? Cái đó có đơn hết chưa? Rồi ai chút nâu cho ẩn comment hay sao ta? Đỏ 25 là chị Xuân Dung Hoàng nè. Rồi con nâu của ai? Cái ai chút nâu không mọi người? Cái ai chút nâu 35 ông lên lại nâu giùm em nha. Cái ai chút nâu 35 ông lên lại nâu nha. Rồi đỏ 25 có rồi nè. Có bị ẩn comment không chị? Rồi xám, xám 65.000 cho Loan Lê nè. Loan Lê dự bị cho Loan Hồng. Con nâu cái chốt nâu lên nâu giùm em nha. Rồi em tặng luôn con quần xanh này đi. Rồi con quần này vừa bản vừa lưng tung nha mọi người. Rồi con xanh này nó dạng như là nó dập ly á mọi người. Rồi nhanh tay lên xanh giùm em 35.000. Rồi size này từ khoảng 40 cho tới 40 cho tới 55kg phần đẹp giùm em nha. Rồi lên mã xanh em tặng 35k mã xanh nha. Con này phối với áo lẻ, áo trắng, áo đen rồi siêu đẹp ha. Áo crop top rồi này kia á. Mấy mẫu này mẫu mới nha. Rồi xanh giùm em 35k mã xanh. Xanh em có hai con, ai chút xanh lên xanh 35.000. Xanh 35.000. Ai chút caro lên caro 35k giùm em caro nha. Quần sọt này size nói chung free size á mọi người, từ 40 tới 55kg bận đẹp nha. Rồi lên mã caro 35k giùm em mã caro. Caro 35.000 giùm em ha. Ai chút caro lên caro 35. Cái xám đó bên kia còn được, cái xám của em còn đủ size nha mọi người, chờ xíu. Rồi caro cho caro cho nhị Hiếu Thuận nè. Caro cho Hiếu Thuận nè. Rồi chờ một xíu nha, cái này em còn nữa nè mọi người. Cái quần tay xịn xịn nè, em còn nhiều lắm. Với giá lại quần riêng em còn nhiều lắm nha mọi người nha. Chờ em xíu, em kéo này luôn. Em like luôn cho nó gọn cái này. Nè cái xám này ai chưa chốt được lên xám lại giùm em. Em thấy nhiều người chốt xám nè. Mấy con nào con xịn không nè. Rồi con nâu em còn con nữa nè. Còn hàng cao cấp thôi nha, đưa mọi người xem. Nè cao cấp như vậy là toàn bộ hàng Quảng Châu cao cấp nha. Nói chung là giá siêu rẻ luôn á. Quảng Châu cao cấp giùm em nha mọi người nha. Rồi lên mã này giùm em nè. Rồi con này size S nha mọi người. Rồi size S giùm em nha mọi người. Ai chốt nâu lên nâu giùm em 65k giùm em. Size S size M chốt được nha. Cái này 50kg quay đầu giùm em ha. Xịn đét luôn. Rồi lên mã này là mã nâu giùm em đi. Ai chốt nâu lên nâu giùm em ha. 65k mã nâu. Nâu 65.000. Nâu 65k giùm em mã nâu ha.
Rồi con này cũng là size S luôn giùm em nè mọi người nè. Này hôm qua em thấy nó dính dính đâu người đây, em bỡ ra em thấy nè mà giờ nhìn không ra ta. Rồi lên trắng giùm em nha mọi người. Rồi ai chúc trắng S lên trắng S giùm em. Rồi trắng S 65k giùm em mà trắng S nè. Toàn bộ hàng nó thật sự đẹp từ form cho tới chất, hàng Quảng Châu toàn bộ giùm em nha. Rồi trắng S giùm em 65.000 mọi người nhìn cái tan nè. Hàng Quảng Châu cao cấp nha. Rồi trắng S giùm em 65k mà trắng S. Trắng S 65.000. Trắng S 65k. Rồi con này size 2XL nha mọi người. Rồi con chân váy này size 2XL giùm em nè. Rồi ai size to chút ngay và liền nha, lên da bò giùm em tặng luôn 59k. Nhà mọi người này nhập sĩ vô là mọi người nhập sĩ vô bao nhiêu mọi người biết rồi ha. Ai mà kiểu như bán shop á, con này đã bán là phải 300 mấy đó, hàng này hàng cao cấp giùm em nha. Rồi em tặng luôn 59.000 size 2XL. Ai vừa chốt 65kg quay đầu á. Con đó là 65kg quay đầu giùm em. Đây con đen còn con nữa nè. Rồi bạn nào chưa có đen hàng nhanh tay lên đen giùm em nha. Xuất sắc như vậy nè. Con này VIP luôn giùm em nha. Rồi con đen này hàng 2 nút luôn giùm em nha. Size này cũng là từ khoảng size 28 cho tới 30 mọi người chốt được ha. Rồi lên mã này mã đen giùm em. Rồi em tặng luôn 79k mã đen, hàng cao cấp siêu lưng cao nha mọi người. Mấy con này con siêu lưng cao giùm em tặng luôn 79.000 mã đen. Đen 79k toàn hàng cao cấp không à. Cái lô này là của shop lớn là nên toàn hàng cao cấp thôi nha mọi người. Không có hàng thường lọt vô đây đâu, em bao cho mọi người luôn. Caro rồi. Bây giờ là nâu đúng không? Rồi nâu cho Quỳnh Tiên nè. Nâu cho Quỳnh Tiên. Rồi chân váy cho chị Xuân Dung Hoàng. Ai chúc trắng lên trắng giùm em nha. Ai chúc trắng lên trắng giùm em. Rồi đá cho chị Xuân Dung Hoàng nè. Rồi em còn lại một cái con quần trắng nha mọi người. Em còn lại một con quần trắng nha. Chúc quần trắng lên quần trắng giùm em nha. Rồi các ai chúc quần trắng không có bị ẩn comment đó mọi người. Quần trắng size S ai chốt không lên lại giùm em nha. Rồi con xanh đen nè. Toàn bộ là hàng Quảng Châu như thế này hết giùm em nha mọi người, không có hàng thường nha, không có hàng thường. Rồi lên đơn giùm em mã xanh đen giùm em. Rồi size này size 2XL nha, xanh đen size 2XL giùm em. Màu bên ngoài nó đậm hơn nha, xanh đen chuẩn xanh đen luôn, hàng firm em bao đẹp. Rồi xanh đen size 2XL giùm em, xanh đen 65k Quảng Châu mà bán hết 65.000 xuất sắc nha. Nói chung là từ firm tới chất mẫu mới không nha mọi người. Rồi xanh đen giùm em 65k mã xanh đen nè. Rồi xám em còn một con xanh L, hồi nãy ai chưa chốt được lên lại xám giùm em L 65k. Toàn bộ là cái lô này hàng Quảng Châu với hàng là bao hàng chất xốp không. Rồi lên mã xám giùm em xanh L nha, 65.000 mã xám, trời ơi đẹp dã man luôn. Rồi xám xanh L giùm em 65k mã xám L 65.000. Rồi lên lại xanh đen 65k đi. Đen 79 em hết rồi mọi người. Đen đã đen xịn lắm luôn. Rồi xám 65 cho Loan Hồng nè. Xám 65 này Loan Hồng. Loan Lê chốt pha xanh đen lên xanh đen 65 đi. Loan Lê đâu ra lộn đơn rồi kìa. Đầm chắc tối quá chị Lan Lung My ơi, đầm tối em lên. Loan Lê lên lại đơn có ghi có 6k kìa. Lên xanh đen 65k đi, ghi có 6k sao ra đơn được. Loan Lê lên lại nè, xanh đen 65.000 đi nè. Trời ơi con riêu cao cấp rồi nè mọi người nè. Rồi con riêu này hàng cao cấp giùm em nha mọi người. Rồi con riêu này nó chỉ có size XM bận được giùm em nha. Con này size XM bận được của giùm em. Hàng này hàng cao cấp nha. Ai nhận hàng này về là em bao phê. Rồi lên luôn giùm em nha. Size X, size M bận được ha. Cái này u mì mà u mì cao cấp giùm em ha. Rồi lên đơn 65k mã riêu giùm em. Hàng này chỉ có từ đỉnh thôi. Em bao cho mọi người luôn. Từ form tới chất mà nó xịn như thế này nha. Rồi riêu giùm em 65.000. Size M bận được giùm em nha. U mì cao cấp chứ mà là u mì thường nha. Con này làm bao đỉnh nha mọi người luôn ha. Rồi riêu giùm em riêu. Rồi xanh cho Trần Huyền nè. Xanh cho Trần Huyền. Ủa Loan Lê là mất riêu rồi. Rồi xanh đen 65 cho Loan Lê. Là con trắng mai chốt mà nó bị ẩn lên lên nè ta. Rồi con đen nè mọi người, ai chút đen chờ xíu em lên áo lên đồ nha mọi người. Ai muốn lên đầm lên mà đồ bộ cao cấp đồ là đầy đủ hết nha. Ai chưa nhấn nút theo dõi đi. Nói chung là bên em chuyên sĩ thành nên là những hàng em xả ra là toàn là giá rẻ thôi, nhiều khi còn rẻ hơn hàng sĩ âm lô luôn ha. Rồi nhanh tay lên đen giùm em nè, ai chút đen lên đen giùm em nha. 65.000 mã đen size M. Rồi đen size M 65k giùm em mã đen M nha. Mấy mẫu này đang hot không nè. Rồi đen 65k size M giùm em mã đen 65k. Đen 65.000 size M giùm em.
Rồi con tím này em tặng luôn nè, bạn nào size S size M chốt được nè. Rồi lên mã tím tặng giùm em 49k, hàng cao cấp như thế này nha. Rồi tím tặng 49k size S size M bận được giùm em nha. U mì cao cấp hết ha mọi ha. Rồi tím 49.000 giùm em mã tím. Rồi tím cao cấp 49k giùm em mã tím nha. Tím 49.000, đen 65.000 cho Loan Lê. Đen 65 cho Quỳnh, cho Loan Hồng. Đen 65 cho Loan Hồng nè. Rồi ai chút tím lên tím giùm em nè. Mọi người nhìn em tím nè. Nhìn con tím nó cao cấp như vậy nè, em bao cho mọi người luôn, không phải hàng cao cấp em một tình, đền tiền mọi người gấp 10 lần ha mọi người ha. Rồi tím cho Trần Huyền nè. Đẹp lắm luôn á, xịn lắm. Rồi em còn một con đen size 2 XL nè. Rồi em tặng luôn cho mọi người con này đen suông nha. Con này là đen suông á. Mẹ là con này nó bị bung dây kéo rồi. Rồi con này nó bị lỗi dây kéo. Con này em bán 75.000 đó, nhưng mà lỗi dây kéo em tặng cho mọi người 40.000 về thay dây kéo giùm em nha. Nó bị bung dây kéo size 2 XL nha. Rồi 40.000 giùm em nha. Đó, mọi người về thay dây kéo đi, có 15.000 hay nhiêu à. Chứ con này em bán 75.000 rồi em chốt 40.000 thôi. Con này là con suông nha, vải nó vải tuyết mưa hàng cao cấp giùm em ha. Rồi lên đơn giùm em mã lỗi giùm em 40 xa 2 XL mã lỗi. Về ai có bàn máy may thay, nói chung nó dễ lắm, một nó nhạt. Rồi lên mã lỗi giùm em 45. Mã lỗi 45.000, trời con quần này rất là đỉnh luôn mọi người, con quần xanh này rất là đỉnh luôn nha. Rồi con này xanh này xanh L nè. Có ai chút mã lỗi lên lỗi giùm em nha. Lỗi là nó bị ấy kéo thôi, về mình thay ra thôi là được nha. Rồi đen lỗi cho Loan Lê nè. Ai L quần nó xịn lắm luôn á, Loan Lê nhận cái quần nó về biết xịn đét luôn. Rồi lên mã này mã hoa giùm em, dạng quần tắm mạnh đi trang như là váy đó mọi người. Rồi lên hoa giùm em 49k giùm em nha, size L nha. Hoa 49k size L giùm em, xuất sắc như thế này nè. Hoa size L giùm em 49 nha. Vải là bao vải cho mọi người ha. Rồi con xanh đen em còn con xanh đen size 2X nữa nè mọi người. Trời ơi con xanh đen này vải nó đẹp lắm luôn á. Em thật sự nha. Nhận về bên ngoài nó đẹp hơn bên trong rất là nhiều luôn. Xanh đen giùm em size 2XL 65.000. Rồi một con trắng đuổi nữa mọi người. Rồi lên mã này mã trắng giùm em nha. Rồi 39k mã trắng chất vải đuổi thun nha mọi người nha. Rồi con này size L giùm em nha. Con này là chất đuổi thun giùm em, hàng cao cấp nha. Rồi lên đơn giùm em 39k mã trắng. Trắng 39.000 giùm em mã trắng nha. Ai chút trắng lên trắng. Rồi hoa cho Hà Nguyễn nè. Rồi hoa chị Hà Nguyễn. Rồi trắng 39 cho Loan Lê. Xanh đen cho Huỳnh Gấm nhận cái xanh đen về đi, xấu chị trả tiền lại cho. Nói chung toàn khách quen trên line này, toàn khách quen không à. Nè trắng nè, rồi xanh đen cho Huỳnh Gấm nè. Quần đẹp không à. Nói chung hàng cái lô này là hàng lô shop cao cấp đó, thành nên là em sale mọi người giá quá rẻ luôn. Giá rẻ kinh khủng. Rồi con này còn một con hồng, trời ơi hồng vải u mì. Hồng này vải u mì nha mọi người ơi. Hồng này là vải u mì cao cấp luôn ha. Rồi nhanh tay lên hồng giùm em 49.000 mã hồng. Size này từ khoảng 40 cho tới 50kg thôi nha. Cái này 40 tới 50kg ha mọi người ha. Vải u mì co dạng 4 chiều nha. Rồi nhanh tay lên hồng giùm em ha, 49k mã hồng. Hồng 49k giùm em mã hồng. Hồng 49.000, tên nó nghe rõ lắm. Rồi xám này size M giùm em mã xám. Rồi nhanh tay lên xám size M giùm em nha. Toàn bộ mẫu mới không như vậy, trend cực kỳ luôn. Rồi lên xám giùm em 65k size M. Vừa bản vừa lưng tung thành cho nên rất là dễ bận giùm em nha mọi người nha. Rồi nhanh tay lên xám giùm em size M mã xám. Xám 65k size M giùm em nha. Ai chúc hồng rồi lên hồng là 49k. Trắng chưa lên. Trắng 39.000 ra đơn rồi mà. Ở dưới chân là cái gì? Rồi cái hoa đâu? Hoa có đơn chưa? Tôi gọi ông bỏ vô dán lại mà để vậy. Hồng 49 cho Hoa Nguyễn nè. Rồi xám cho Loan Hồng nè. Xám M nha. Xám nó đẹp coi tôi còn không nha. Rồi lên mã này mã nâu giùm em mọi người. Rồi nâu này size của nó là size XL nha mọi người. Size L, size XL chốt được giùm em nha. Toàn bộ hàng như thế này nè, siêu đẹp. Rồi nâu giùm em 65k nha. Toàn hàng chuẩn luôn ha. Xuất sắc luôn giùm em nè. Rồi nhanh tay lên nâu giùm em ha. 65.000 mã nâu, quá trời đẹp luôn. Nâu 65k giùm em mã nâu. Nâu 65.000. Rồi con đen này size to 2XL luôn giùm em mã đen. Rồi đen 75.000. Con đen này là đen cao cấp. Đợt trước em like 100 mấy lần ha nha mọi người nha. Rồi nhanh tay lên mã đen giùm em ha mọi người. Ai chút đen nhanh tay lên đen giùm em size 2XL nha. 65 ký quay đầu giùm em, đen 75k.
con là con hàng cao cấp, nói chung là vải nó đẹp. Đợt trước em like 129, 139, nếu ai khách quen là biết rồi đó. Rồi hôm nay em tặng luôn cho 75.000. 75.000 rồi, ai chút nâu lên nâu giùm em nha. Nâu, nâu, mấy mẹ kia hết rồi, lên nâu đi mọi người. Rồi nâu cho Lê Thị Thúy Lê nè. Nâu Lê Thị Thúy Lê nè, đẩy mấy con kia vô. Rồi em chúc cho mọi người bé xếp phụ bé. Rồi lên đen, có quần sọt, quần ơ rồi nữa nha mọi người. Rồi đen, đen cho Loan Lê nè. Ờ mấy cái này vải là khỏi phải bàn về chất luôn, thật sự mọi người nha, nhận về phê luôn. Rồi em lên sọt đi ha mọi người ha, rồi sọt giùm em. Rồi lấy mã sọt hồng giùm em nè. Cái quần sọt của nó cũng là quần sọt cao cấp giùm em nha, 55k giùm em mã sọt ha. Rồi sọt giùm em 55.000 free size, 60kg quay đầu giùm em, comment mã hồng. Cái vải nó mọi người nhận về phê lắm, thật sự luôn. Rồi lên đơn giùm em mã hồng, cái này nó nhập sỉ vô trăm mấy đó. Nói chung là 101 vốn hàng Quảng Châu nha mọi người, đã bán ra phải là 180, em chốt cho mọi người 55k. Rồi lên mã cam giùm em 55.000. Rồi lên cam giùm em 55k mã cam. Rồi cam 55k nha, cái này dạng quần lửng, cái cam này size nhỏ hơn nha. Cam này size từ khoảng nói chung là bé mà 35 cho tới 50, 55kg bận được. Rồi lên mã này mã cam giùm em ha mọi người ha, lên cam giùm em ai chút cam lên cam. Rồi chút cam lên cam nha, đem hết rồi mọi người, đem từ từ đi, còn bên dưới là em chốt nha. Hồng 55k chị Hà Nguyễn á. Rồi dự bị chị Nguyễn Trúc Mai. Rồi ai chút cam này lên cam giùm em nha. Đây em tặng con này đi mọi người, em tặng con này cũng là hàng cao cấp nha. Rồi ai chút mã này nè. Rồi lên mã tặng em tặng 45k thôi. Rồi con này size SM chốt được giùm em nha, hàng cao cấp nha mọi người nha. Nhưng mà cái màu xanh lá thì em tặng rẻ cho mọi người nha, hàng xịn á. Rồi size SM chốt được giùm em nha. Rồi lên mã xanh lá giùm em tặng 45.000. U mì là u mì cao cấp nha, xanh lá giùm em 45k mã xanh lá nè. Xanh lá 45.000 giùm em. Ai chút xanh lá lên xanh lá 45. Xanh lá 45k cho em còn hai con nè mọi người ơi, hàng cao cấp đỉnh luôn nha mọi người nha. Rồi size SM đây em còn một con da bò size M. Da bò size M, ai mà công sở công ơ đồ hoặc là mấy đứa trên trend bây giờ nó bận mấy cái quần mà dạng mà quần tay bếp ghi về siêu đẹp nha. Rồi lên đơn giùm em nha mọi người, da bò giùm em 65k size M. Đồ vải đẹp lắm, cái lô này vải đẹp cực kỳ luôn. Rồi M giùm em nha, 65.000. Rồi mã tặng cho Ngô Thị Tư nè. Rồi tặng cho Trần Huyền. Rồi ok cho Ngô Thị Tư với Trần Huyền nè. Trời ơi nó xịn lắm luôn á. Rồi da bò cho Loan Hồng nè. Loan Hồng ra cặp đơn này giùm chị luôn nha. Loan Hồng ra cặp đơn này giùm chế luôn đi Tương ơi. Rồi lên cam này em tặng luôn nha mọi người 35.000. Rồi cam này em tặng luôn 35k, chút cam lên cam nha, bo ống như thế này nha, em tặng 35.000. Rồi 40 cho tới 50, 53kg vừa ha. Rồi cam 35k giùm em mã cam. Cam 35. Rồi con này ai nhà có bé size cỡ khoảng 30 cho tới 40kg mọi người chốt được ha. 30 tới 40kg, ai chút đen nhanh tay lên đi, em tặng luôn 29k mã đen. Rồi đen 29.000 giùm em mã đen. Đen 29 giùm em ha, ai chút đen lên đen giùm em 29.000. Rồi lên váy giùm em luôn nha, size nhỏ nha mọi người. Rồi em tặng luôn trong váy 29k giùm em ha. Chân váy 29k vải xịn lắm, nói chung là hàng đẹp nhưng mà size nhỏ em tặng nha. Rồi size này cho bé từ khoảng 35 cho tới 40kg mà kiểu như mà cao mà người lớn mình dán chuẩn là 45kg quay đầu giùm em nha. Rồi lên váy giùm em 29k mã váy. Váy 29k giùm em. Rồi lên váy 29k nha mọi người, ai chút váy lên váy. Rồi lên váy giùm em 29.000, da bò em hết rồi từ từ nha mọi người. Rồi cam 35k cho Hoa Nguyễn nè. Cam 35.000 cho Hoa Nguyễn. Hai mà tặng xanh lá này tiếp là 45.000. Rồi tặng 29k cho Loan Lê. Tặng 29.000 cho Loan Lê là mà tặng là cái đen đó. Rồi váy đen 29k luôn giùm em, váy đen. Rồi váy đen cho Loan Lê luôn. Hai mà tặng. Con nó con hồng 55.000. Rồi chờ em chút nha mọi người, ôi nó nhiều lắm. Ôi đẹp không à. Đẹp không nha mọi người nha, đẹp không mà. Rồi em lên trang vin nha. Em lên trang vin nha mọi người. Em lấy em cởi áo ra em trả mà nãy giờ luôn buông chưa cởi ra được.
Rồi một con cao cấp là size L nè mọi người. Rồi con này size L nha, hàng cao cấp giùm em. Rồi size L giùm em M L chốt được nha mọi người nha. Nè. Rồi lên đơn giùm em ha mọi người ha. Rồi lên mã này mã L đi. Ai chốt mã L lên mã L giùm em nha. Rồi mã L 75.000. Cái này baggy giùm em nha mọi người. Con này baggy 75k mã size L. M L chốt được giùm em nha 75.000. Size M và size L chốt được giùm em 75k thấy Âu Đình Việt nè. Rồi quần 75k giùm em mã quần nha mọi người. Quần 75.000 size M L 75k giùm em. Rồi mã quần M L 75.000 nha mọi người. Rồi con này size, con này size cỡ khoảng, con này size cỡ khoảng size 28 nha mọi người. Size 27 28 chốt được con này nha. Rồi lên jean này em tặng 55k nha, size 27 28 55.000. Size 27 28 55k giùm em mã jean ha. L 75 cho Nguyễn Trúc Linh. Bé phụ rồi bé. Sếp ấy rồi. Đây của Lân lên hai cái này 29.000 của Lân lên. Rồi lên riêng tặng 55.000 cho Tuấn Khải nè. Riêng cho Tuấn Khải. Cái này 75.000 nè, là cái này cho Nguyễn Trúc Linh nè, cái này của Tuấn Khải nè, để lộn. Trúc Linh là size L, ta để sẵn rồi đó. Rồi em còn sót con riêng lụa nè, ai chưa có lên đơn em tặng 59k nha. Con này 59.000 nha mọi người. Ai chưa có lên đơn riêng lụa giùm em tặng 59k riêng lụa ha mọi người ha. 59.000 giùm em mã riêng lụa nè. Rồi riêng lụa 59k giùm em mã riêng lụa. Ai chúc riêng lụa lên riêng lụa mọi người chấm bài đi. Lên xuống lấy cho mẹ một cái kia mã tặng đi. Rồi mọi người chờ em xíu em lấy mã tặng nha mọi người ơi. Chấm 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 đi em lên mã tặng nha mọi người nè. Cái kia mã tặng ở đâu? Cái bộ màu xanh á, cái set xanh mà thiết kế đưa mẹ lên mã tặng mẹ. Mọi người chấm bài đi em lên mã tặng nha mọi người nè. Tặng là ai cũng đều có nha, đại hàng tặng là ai cũng đều có nha. Là kiểu như hàng số lượng em tặng cho mọi người nha, đúng rồi. Đây nè. Rồi chờ xíu đi mọi người, chờ xíu em lấy mã tặng lên em tặng cho một hàng cao cấp. Còn ít nhé, em còn mấy chục bộ em tặng hết cho mọi người luôn. Rồi chấm chấm đi em tặng cho mọi người nè mọi người ơi. Ai đang xem mà chấm với em đi mọi người. Ai đủ ngu không? Ở trong này có chịu lấy đi xuống như đất lấy. Rồi chấm bài đi. Rồi hàng cao cấp nha mọi người, ai cũng có quà nha. Ai có quà chờ em xíu ha. Em còn có khoảng mấy chục bộ thôi. Mấy chục bộ em tặng hết nha. Ai hôm nay trên live là đều được tặng hết ha mọi người ha. Rồi lên trước mã này đi. Trời ơi, vải nó đẹp xuất sắc luôn giùm em nha. Cái quần không mọi người còn mua chưa được nữa, đừng nói là mua nguyên set nha mọi người nha. Em tặng trước mọi người hai mã này đi. Cái này kiểu như là đây. Rồi lên trước mã này đi mọi người. Ồ nó đẹp nè. Hả? Rồi, mã này mã thiết kế cao cấp giùm em nha mọi người, chấm chấm bài giùm em mới đi đâu ra hết trơn rồi. Em đi xuống một phát ra hết trơn nha mọi người, đây nè. Rồi lên mã này mã tặng, em tặng cho mọi người một bộ nha. Size từ khoảng 50 cho tới 60 kg bận đẹp giùm em nha. Rồi lên mã này mã tặng giùm em 59k nha, hàng thiết kế cao cấp. Cái này em còn sót lại chỉ mấy chục bộ thôi, em tặng hết cho mọi người nha. Xuất sắc luôn ha, ai nhanh tay còn kịp nha mọi người nha. Rồi lên đơn giùm em, cái này rất là ít luôn. Mỗi mã nó còn một ít thôi. Ha, mỗi mã còn ít thôi, thành nên là nhanh tay nha. Rồi nhanh tay lên đơn giùm em mã tặng 59.000. Hàng này hàng lụa Ý giùm em cao cấp, chứ không phải là ba cái hàng mà kiểu như mà lụa thường nha. Nó còn cao cấp hơn hàng măng gồ nha. Nếu ai xài đồ bộ rồi là biết ha mọi người ha.
Rồi nhanh tay lên mã tặng giùm em 59k rồi em nhận đơn nha. Size từ 50 tới 60 kg vừa. Nhận về không phải chắc lũ ý, em trả tiền một đền gấp 10 cho mọi người luôn. Lũ ý hàng cao cấp giùm em nha, xuất sắc luôn. Một cái quần này không á, mọi người mua cũng đã 100 mấy chục ngàn một cái quần không ha. Nguyên set trên là bán 300 mấy, hôm nay em tặng luôn cho mọi người với giá là 59 ngàn. Rồi nhanh tay lên đơn giùm em 59k giùm em. Rồi nhanh tay lên đơn giùm em mã tặng 59 ngàn nha. Rồi em nhận đơn ha, comment mã tặng 59k. Cái này số lượng còn rất ít nha, ai nhanh tay còn ha. Rồi lên mã tặng 59k giùm em mã tặng nha. Em nhận đơn nha, khách mới kèm số nội cho em nha. Rồi lên mã tặng đi, em nhận đơn. Nhanh tay thì còn kịp nè mọi người. Rồi đây. Rồi ok. Rồi em lên mã tặng nè. Rồi ai mà chốt nhanh tay thì còn kịp ha. Rồi bạn nào khách mới lên số điện thoại nha. Khách mới lên số điện thoại giùm em nha. À, tặng lấy đủ màu giùm nha. Rồi từ từ nha, còn màu nào lấy màu đó nha Trầm Khôi ơi. Bây giờ cứ chốt trước tiên là em có màu nào chọn màu đó, em đọc tên rồi là mọi người có đơn nha. Bạn nào không nghe đọc tên là comment lại giùm em nha. Rồi lên mã tặng 59 ngàn giùm em. Set này là lụa ý cao cấp nha. Rồi ok nè, cho Trầm Khôi nè. Ủa cái zin lụa đó có ai chốt không ta? Anh từ từ để em coi từ cái zin lụa có ai chốt không nha mọi người nha. Bạn từ từ. Rồi mọi người ơi, cho em xin một tim một like đi mọi người. Ai đang xem like thích cái like em đang like giùm em nha. Từ từ, jean lụa của ai nè. Rồi jean lụa cho Lê Thúy Lê nè. Jean lụa cho Lê Thúy Lê trước đi. Bỏ jean lụa nó vô trước đi rồi ok ha. Rồi cái này là Khôi nha. Rồi từ từ chờ xíu nha, nó comment nó trôi dữ quá. Rồi Khôi Nguyên có mà tặng rồi nè. À, Chi Uyên nè, Chi Uyên ơi, chốt đơn bên mình là chịu cọc không nha bạn nha. Bên mình chốt đơn là cọc nè, Chi Uyên được tặng nha, nhưng mà ra cọc luôn cho mình nha. Bỏ đơn nó vô trước đi, để lộn nè. Bỏ cái quần này trước đi nè, cái quần lụa trước đi rồi ra mã tặng sao. Cái quần lụa cái thứ nhất, cái thứ hai á, chứ mà cái đó nó không đặt gì hết trơn á. Từ chờ bỏ vô rồi mới đưa mới ấy hả. Rồi tặng cho mình gấm nè. Ai mà nhận được con này rồi là em nói thật sự bao phê nha mọi người nha. Bao phê cho mọi người luôn. Rồi mà tặng cho Hoa Nguyễn nè. Rồi Vũ Huệ lên số điện thoại nha. Bạn nào mà khách mới nè, chốt mã tặng này á mọi người nhớ là ra cặp giùm em nha. Rồi được rồi. Rồi ra cặp giùm em nha. Kim gì? Cái tên gì nè? Kim Lan, Kim Lan Lê nè. Kim Lan Lê này là coi thử có đơn chưa vậy? Nguyễn Phong luôn nè, có chịu cọc không nha? Cọc thì em mới ra đơn nha. Bạn này chịu cọc thì comment chịu cọc em mới ra đơn nha. Này nhiều bạn khách mới lắm nhưng mà không chịu cọc em không ra đơn đâu. Rồi tặng cho chị Thu Tân Võ nè. Chư Yên có rồi này, ra cọc đi Chư Yên ơi. Rồi mà tặng cho Kiều Oan nè. Trời ơi nó xịn kinh khủng khiếp luôn. Rồi mà tặng cho Trâm Thu nè, Trâm Thu ra cọc luôn nè. Trâm Thu qua có đơn rồi ra cọc luôn nè nha. Huỳnh Gấm có mã tặng rồi á, Huỳnh Gấm ơi, em có mã tặng rồi nha. Huỳnh Gấm có mã tặng rồi, Hoa Nguyễn có mã tặng rồi nè. Thùy Trang rồi nè, những bạn nào là chịu cọc thì comment ok, chịu cọc thì em mới ra đơn nha mọi người nha. Những bạn nào chịu cọc comment ok, chịu cọc thì em mới ra đơn ha mọi người ha. Rồi đây bộ lụa ý cao cấp như thế này nha. Em tặng 59k. Rồi lên đơn nha mọi người. Rồi lên đơn nha. Ai chưa có thì lên đơn giùm em mã tặng 59 ngàn. Kèm số điện thoại giùm em nha. Thiếu bộ ạ. Rồi ok nè, Thùy Trang ra cặp luôn đi nè. Rồi ok nè, chúc cho Thùy Trang nè. Bạn nào có đơn ra cặp luôn giùm em nha. Rồi ok, mã tặng cho Thùy Trang. Chờ em xíu nha mọi người, Thùy Trang nó mất tiêu rồi. Thùy Trang lên lại đi nè, Thùy Trang ơi. Thùy Trang lên lại mã tặng 59 ngàn đi, nó trôi đi mất tiêu rồi. Thùy Trang lên lại mà tặng 59k đi, nó trôi rồi. Bạn nào chịu cọc thì comment lại giùm em nha. Comment nó bị trôi mất tiêu rồi mọi người ơi. Vũ Huệ nha, Vũ Huệ nè, chịu cọc không nè. Rồi ok nè, tặng cho Thùy Trang nè. Rồi bạn nào mấy bạn khách mới thảy ra kia đây nha. Chịu cọc thì bỏ vô, còn cọc thì xả đơn nha. Lê Ngọc Hạnh nè, mã tặng nhưng mà có chịu cọc không nha, ai chịu cọc mới chốt nha. Rồi Vũ Huệ nè, có chịu cọc không nè. Bạn nào chịu cọc thì ra cọc luôn giùm em nha.
ai chịu cọc thì ra cọc luôn giùm em đi, chứ còn em không chốt nữa nha mọi người nha. Thùy Trang bỏ riêng ra, rồi nói là mấy đơn khách mới bỏ riêng ra Thùy Trang, rồi bỏ riêng ra rồi cái tên gì đó mới nó thảy qua đây em thảy đi, thảy vô trong đống anh chị vợ. Sáu mươi ký à Thủy Lê ơi, cái bộ này 60 ký thôi rồi ok chưa? Ai chưa có nữa là lên đơn, ai chưa có nữa lên đơn nha. Rồi ok nha, rồi em tặng luôn mã này giùm em. Rồi em tặng luôn mã này đi, 59k luôn nha, lên mã tặng. Mã tặng trắng giùm em. Rồi mã trắng tặng giùm em 59.000 giùm em mã trắng tặng nha. Rồi lên set trắng tặng giùm em 59.000. Trời ơi, mọi người mua rẻ mà được rẻ hơn còn hơn cái giá ôm lô luôn nha. Cái này còn sót có mấy chục bộ em tặng hết cho mọi người rồi, lên trắng tặng giùm em. Nhanh tay lên trắng tặng giùm em 59.000. Trời ơi, cái này nó đẹp xuất sắc. Cái quần đen này không em bán 75.000, sao em tách cái quần đen ra không em bán trời. Xe không tách cái quần đen ra không em bán mà em bán nguyên set gì trời. Cái quần đen không làm bán 75.000 rồi đó mọi người thấy không? Rồi lên mã tặng tặng trắng giùm em nha. Ai chút trắng lên trắng tặng 59.000 giùm em mã trắng tặng. Trắng tặng 59k, nhanh tay lên đơn ha. Ai nhanh tay được ha. Cái quần đen này không em bán 75.000 là bình thường. Ha, cái này nó có dây kéo nha. Quần này nói chung là em bao xịn bao cao cấp cho mọi người luôn. Rồi nhanh tay lên trắng tặng giùm em 59k, nhanh tay em ra đơn nha. Trắng tặng 59.000. Rồi trắng tặng 59k giùm em nha. 60 ký à, em vừa thì em chốt nha. Trắng này con tay. Cọc ai nhanh tay là được còn ha. Cầm tay hết, ai nhanh tay còn. Chất lụa này lụa ý giùm em nha. Ai nhanh tay thì còn nha, chậm tay thì hết nha mọi người nha. Rồi lên trắng tặng giùm em nha. Bộ cái này, hai bộ này là mới quay xuống à. Rồi lên trắng, trắng tặng. Rồi trắng tặng 59k cho Thôi Nguyên nè. Cái này gì mà ra đơn chậm. Rồi trắng tặng cho Loan Lê nè. Rồi trắng tặng cho Ngọc Ngọc nè. Rồi trắng tặng cho Phan Thị nè. Rồi trắng tặng cho chị Hà Nguyễn nè. Phan Thị có trắng tặng rồi nha, ai chưa có lên đơn nha. Khoan Nguyên có trắng tặng rồi đó Khoan Nguyên ơi. Vũ Huệ ra cọc đi nè. Rồi trắng tặng cho Phan Thị hai bộ nè. Phan Thị hai bộ luôn nè. Phan Thị chốt luôn màu xanh đi Phan Thị ơi. Phan Thị chốt luôn màu xanh đi, xanh đẹp lắm. Trắng tặng ngay chị Thu Trang Võ nè. Chốt màu xanh luôn đi, đẹp lắm. Cái hàng này là nói chung là hàng cao cấp. Mọi người nhìn cái nút của nó nè. Cái nút nó xịn như thế này nè mọi người ơi. Nút xịn kinh khủng khiếp luôn nha. Rồi ai chút nữa lên đơn giùm em nha. Chị Xuân Hoàng ra cặp đơn này giùm em với nè. Chị Xuân Hoàng nãy giờ cặp chưa ạ? Chưa thấy đúng không? Coi nhìn thấy chị Xuân Hoàng cặp chưa? Rồi ai chưa có nữa lên đơn ha, trắng tặng 59.000 giùm em, nó thật sự nó rẻ kinh khủng khiếp luôn nha. Cái này không thì em bán 75.000, bây giờ mọi người mua như vậy nó rẻ bèo, nó rẻ như cho luôn á mọi người. Em thật sự mọi người thề luôn. Mọi người nhận nó về không phê em không lấy 1.000 của mọi người đâu, thật sự luôn nha. Rồi trắng tặng cho Huỳnh Gấm nè. Rồi trắng tặng cho Quân Ngọc nè. Mua ít thì cặp 50.000 nha, mua nhiều cặp 100.000 tùy theo á, còn sỉ thì cặp 500 cho tới 1.000.000. Rồi qua mẫu nha mọi người nha, qua mẫu. Rồi em qua lại tiếp mấy mấy quần jean cao cấp nữa nha mọi người nha. Trời ơi nó đẹp nè mọi người ơi, xuất sắc luôn nha mọi người nha. Size 30 giùm em. Rồi con quần này size 30 nha mọi người nha. Rồi siêu lưng cao như thế này nha, đỉnh luôn ha mọi người ha. Rồi lên giùm em nè. Rồi con này là size của nó là size E30. Rồi lên size 30 giùm em nha. Nguyễn Thị Phong. Em mới cặp mà cặp 59.000 chị. Cặp ở đâu vậy Thùy Trang ơi? Cặp ở đâu vậy? Quần 75k cho Phan Thị nè. Ai cặp rồi chuyển khoản rồi thì mọi người lên trang chụp hình gửi qua bên trang giùm em nha. Ai mà đã chuyển khoản rồi qua lên trang chụp hình, lên trang gửi qua giùm em nha. Rồi con này là hàng, này là hàng 5 nút luôn nè mọi người nè.
qua ngân hàng gì thì Trang cọc qua ngân hàng nào, chụp hình gửi qua bên Trang giùm mình nha. Bạn nào đã cọc rồi thì chụp hình gửi qua Trang, chút xíu nữa xuống live mình rep nha mọi người nha. Ai đã chuyển khoản rồi á thì mọi người chụp hình gửi qua bên Trang hết giùm mình, comment mã xu giùm em. Rồi mã xu này 5 nút mẫu mới bây giờ nha mọi người. Trời ơi đỉnh của chớp luôn. Rồi lấy mã này mã xu giùm em á mọi người ha. Ai chốt xu lên xu 75k. Rồi mã xu 75.000 giùm em nha. Rồi lấy mã này mã xu giùm em 75k. Rồi size này có khoảng size M giùm em nha. Rồi mã xu 75.000 mã xu. Xu 75k. Rồi luôn xu cho Phan Thị nè. Trời ơi đẹp không. Rồi lấy mã này mã L giùm em nè, toàn bộ hai nút dư ái không nha, toàn mẫu mới không nha mọi người nha. Rồi lấy mã này mã L giùm em 75.000. Ồ mấy bé ghi này xịn lắm luôn nha mọi người nha. Rồi lấy mã L giùm em 75k mã L nha. Mã L giùm em 75.000 mã L. Rồi mã L 75k giùm em, ai chốt L lên L 75.000. L 75k giùm em ha. Cũng lại mới kiểm tra được nha. Rồi con này size 30 giùm em, ai chốt 30 lên 30 giùm em 75.000. L 75 cho Loan Lê nè. Rồi lấy mã này mã 30 75k giùm em, mã này size 30 75.000 nha. Nó để 30 nhưng mà em thấy nó nhỏ mọi người ơi, cái này 28 chút được rồi nha. Nó để 30 nhưng mà em thấy nhỏ mọi người. Ai 28 chút được ha, 75k giùm em, size này size 28. Rồi 75k size 28 giùm em. 75.000 size 28. Rồi Nguyễn Phong, rồi ok nha. Rồi ok, rồi Nguyễn Phong cặp 59.000 đúng không? Rồi ghi vô đây Nguyễn Phong cặp 59k. Tao rồi, vậy là mạng chậm rồi. Ghi đi Nguyễn Phong, rồi Nguyễn Phong chốt gì lên đơn đi Nguyễn Phong, để có đơn không? Cái để dự bị ngoài kia là coi thử có Nguyễn Phong cặp 59.000. Ngoài dự bị kia là có không nhỉ? Rồi em còn một con tím nha mọi người nè, em còn một con tím nha mọi người nha. À, Lê Thị Kim Lan là ai nhỉ? Kim Lan là ai nè mọi người ơi, Kim Lan là ai vậy? Kim Lan là ai nè, mới cộng 50.000 ở bên Sacombank nè. Rồi lấy mã này mã tím giùm em mọi người, cao cấp luôn nha mọi người nha. Trời ơi nó xịn giả mang luôn, u mì giùm em nha. Con này con u mì giùm em nha, xuất sắc như thế này nè mọi người nè. Rồi con này size M L chốt được giùm em, u mì cao cấp nha, co giãn siêu thoải mái luôn giùm em nha. Rồi lên đơn mã tím giùm em tặng luôn 49 nha. Con này con cao cấp nha, em tặng 49k, ai nhanh tay được nha. Size M giùm em nha. M mà co giãn mạnh như thế này chắc L vẫn chốt được hàng cao cấp nha. Con này mọi người mua mấy trăm đó. Rồi em tặng luôn 49k mã tím. Tím 49k lên áo lẹ đi em. Dạ chờ một xíu, áo lẻ chờ một xíu em lên nha. Rồi nhanh tay lên tím giùm em 49 nha. À chị mới cọc đó. Rồi Kim Lăng Lê cọc 50.000. Rồi chị Kim Lăng Lê ra cọc rồi thì chốt cái gì lên đơn nha. Kim Lăng Lê cọc 50. Rồi lên tím giùm em 49k nè. Rồi mã tặng cho Nguyễn Phong nè. 59.000 mã tặng cho Nguyễn Phong là bộ xanh. Ủa cái đó của Loan Lê ra đơn rồi mà. À, đâu ra. Rồi ai chốt quần lên quần lại giùm em mọi người. Quăng lại con quần đó đi. Rồi luôn mã tặng lên số điện thoại nha. Kim Loan Lê không có số điện thoại em không ra đơn được nha. Quăng lại cái quần đó đi, đưa lại chứ giờ biết đường nào. Trời ơi con đen xuất sắc luôn mọi người nhìn nè. Ờ, con đen giả mang đẹp luôn nha mọi người. Con đen này đủ size luôn nè mọi người. Rồi con đen này đủ size nha. Rồi có ai bị sót đơ ấy không mọi người? Kim Lăng Lê lên số điện thoại giùm em đi chế ơi. Chốt đơn phải kèm số điện thoại mới ra bill được nha em. Chốt đơn phải hệ thống mới vi tính. Nên ai có đơn là mọi người phải comment số điện thoại giùm em luôn nha. Khách mới còn khách cũ khỏi cần phải comment số điện thoại, comment mã là được rồi. Rồi con này size 30 nè mọi người ơi nè. Siêu lưng cao như thế này nha. Dạng quần suông nha mọi người. Con này dạng quần suông, bách ghi suông giùm em. Màu bên ngoài rất là đẹp, màu xanh biển đỉnh luôn nha. Nói chung màu xanh biển bên ngoài rất là đỉnh luôn ha mọi người ha. Ủa Kim Lan Lê không lên số nội sao ra đơn. Rồi ghi 59k cho Kim Lan Lê đi nè. Mã tặng nè. Rồi ghi 59.000 vô. Rồi lên con đen giùm em size S nè mọi người nè.
Con đen quần ống xuân size S nha, toàn bộ mẫu mới hot on hot không nha mọi người nha. Hàng là hàng cao cấp hết dùm em rồi, lên mã đen dùm em 65.000 ai size S chốt nha. 65k dùm em, size S dùm em nè, trời ơi xuất sắc luôn. Rồi đen S 65.000 dùm em, mã đen S. Đen S 65k dùm em. Rồi nó có size L nữa nè. Rồi SML dùm em nha mọi người. Size S, size ML và size 2XL dùm em nha. 65k dùm em, trời ơi nó đẹp quá đẹp rồi mọi người ơi. 65.000. Rồi đen S cho Loan Lê nè. Rồi size L. Kèm giá tiền vô đi Trương Công Trinh ơi. Không có giá tiền sao chốt đơn được trời. Trời ơi nó đẹp nè, mọi con mọi kiểu nè. Trời ơi dạ mang đẹp luôn mọi người ơi. Nó thật sự nha, 65.000 nó rẻ bèo luôn. Mà nó xịn đét như thế này nè mọi người ơi. Dạ mang đẹp. Rồi em mệnh lời dùm em. Trời ơi nó đẹp quá. Em mệnh lời dùm em nha. Còn riêng size 30. Còn riêng size 30 là nam hay nữ giờ thì hay lên đây. Rồi đen L cho Loan Hồng. Rồi em còn size M, M cho Văn Thị. 2XL cho Nhung Ngô. Size S hết rồi. Trời ơi nó đẹp quá đẹp luôn nha. Em thật sự nha, cái hàng này nó đẹp ghê luôn á, không phải nói luôn. Cái này là chắc phải tuyết mưa hàng xịn như thế này nè, mà em chốt 65.000. À cái gì Nhung Ngô mà nhận được con này về phê luôn, nó thật sự luôn. Quá trời đỉnh luôn, size 2XL chút có 65k. Trời ơi nó rẻ bèo nhèo luôn nha. Cái này em bán lấy tương tác thôi. Chứ còn mà không có giá này đâu. Bữa em bán con này 99.000 nè. Ta Nhung Ngô. Coi để lộn đó. Còn một cái đơn này nữa đâu. Coi tự bỏ size nhìn size nha. Dỡ ra là nhìn thấy size đi. Chứ để là không phải bóc tầm bậy vậy được đâu nha. Con đó là size rồi nè, sập rồi nè. Rồi con này của Văn Thị là con này nè mẹ, tôi đã nói rồi, phải nhìn cái size vô. Không có nhìn cái size M đây nè, còn size L này là của ấy mà. Size L này là của Loan Hồng mà. Size L của Nhung Ngô nè, đây. Size L của Nhung Ngô nè, bóc cái quần nó ra đi. Loan Hồng quăng cái bill ra rồi. Bỏ ra cho Loan Hồng đi. Rồi con đen này nè, em còn một con đùi đen nè mọi người nè. Đúng rồi, Loan Lê ra đâu đúng rồi, size S đúng rồi. Rồi lên đơn giùm em nha, mã quần đùi giùm em nha mọi người. Rồi em tặng luôn 29k nha. Con này bận chung áo và lỗ nó siêu cưng nha. Rồi lên mã quần giùm em size 40 cho tới 58kg bận đẹp giùm em nha. Rồi nhanh tay lên quần giùm em nha, 29.000 mã quần đùi. Quần đùi 29k giùm em mã quần đùi nha. Ai mở cuối like chút xíu nè em tặng tiếp cái mã tặng nha. Chút xíu nữa em tặng tiếp mà tặng cho mọi người nha. Nói chung mọi người thấy không, cái quần không á mà em like 75.000 là bình thường. Còn cái này nguyên set em bán mọi người có 59k thôi là mọi người hiểu rồi ha, nó xịn như thế nào rồi mà em bán 59.000 nguyên set luôn. Rồi lên mã váy giùm em nè mọi người. Ai chút váy lên váy giùm em nha, xuất sắc luôn nha. Con này đang hot hit nè mọi người nè. Rồi lên váy giùm em 55.000. Rồi size 40-55kg nha. Mấy con này hot kinh khủng luôn mà phải nó xịn dạ man. Rồi váy giùm em 55k, mã váy có 2 con thôi. Hàng cao cấp Quảng Châu nha mọi người, chứ không phải là hàng Việt Nam đâu nha. Quảng Châu cao cấp giùm em, lên váy giùm em 55.000. Rồi lên váy 55k giùm em mã váy. Còn đế hồi đây này, giờ quên chưa nó rót miếng nước. Rồi đùi 29k cho chị Hà Nguyên nè. Điều bị cho Khôi Nguyên. Rồi lên váy đi mọi người, váy 55.000. Váy 55 cho Hoa Nguyễn nè. Rồi con váy này là em nói thật sự nha, ai nhận về là phê liền luôn. Hàng này hàng xỉ của nó giá cao lắm mọi người. Rồi 55k đó cho Hoa Nguyễn. Rồi lên đơn giùm em nha, comment mã dập ly giùm em nè. Rồi ai chúc mã dập ly lên dập ly giùm em nha mọi người. Rồi ai chúc dập ly lên dập ly giùm em. Rồi em chúc thằng con này 45.000. Rồi con dập ly này 45k dùm em nha. Chúc mã dập ly lên dập ly 45.000. Dập ly 45k dùm em mã dập ly. Đúng rồi, Viettel hoặc Mobi cũng được nha. Viettel hoặc Mobi cũng được. Nói chung hai cái mạng đó, chứ cặp mạng nào cũng được ha. Rồi con này bản vừa lưng thun dùm em nha. Con này vừa bản vừa lưng thun dùm em.
Ai mới cập vậy ta? Mọi người ơi, ai cập phải nhớ ghi nội dung nha. Huệ 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 là chức Huệ gì á? Hồi nãy mới mới chốt được gì á? Huệ gì cộng 100.000 để từ từ nha. Cái Huệ gì mới cập nè? Huệ gì mới cập 100.000 nè mọi người nè. Rồi lên mã quần giùm em nha, size M anh L, nó để size L nha mọi người, nhưng mà em M vẫn chốt được giùm em mã suông giùm em nha. Rồi mã suông giùm em 75k nha. Rồi chốt suông lên suông giùm em 75.000, hàng xịn chưa nè. Rồi nhanh tay lên suông giùm em 75k mã suông á mọi người, ai chốt suông lên suông. Rồi Vũ Huệ cộng 100.000 ok nè, ghi vô đi. Vũ Huệ cộng 100.000. Để quên. Rồi ok Vũ Huệ nha, đã nhận được rồi nha. Rồi suông 75k cho Phan Thị nè. Vũ Huệ cặp 100.000. Rồi con này cũng size L luôn giùm em nha. Trời ơi, siêu co giãn. Con này con siêu co giãn giùm em nha. Rồi lên đơn giùm em mã siêu co giãn size L giùm em 75.000. Siêu co giãn nha mọi người nha. Trời ơi, size L 75k xuất sắc luôn nha. Nói trang quần thun á. Quần jean mà jean thun mà jean lụa mọi người. Siêu co giãn luôn nha mọi người nha. Rồi nhanh tay lên giùm em nha. 75.000. L giùm em 75k nè mọi người ơi, comment siêu co giãn 75.000 à, mã tặng 2M mã tặng 59k. Chốt rồi mà Vũ Huệ ơi, có chốt rồi phải không? Vũ Huệ được một con đúng không? Rồi Vũ Huệ chốt lên đơn đi, hồi nãy chốt mã nào? Vũ Huệ chốt lên đơn nè. Lên đơn mã xanh hoặc mã trắng, mã tặng xanh hoặc trắng trắng giùm mình nha. 59k. Chốt xanh lên xanh, kèm số điện thoại vô mới có đơn được nha. Kèm số điện thoại vô giùm mình nha. Vũ Huệ nè, lên đơn lại đi nè. Hình như Vũ Huệ này có rồi, nhìn vô ngay đó đó. Cái mà để ngoài đó. Cái mà để chờ khách cập đó. Bỏ riêng tự bỏ mà Vũ không biết rồi đâu, lạy luôn. Rồi vậy là Vũ Huệ nằm trong kia thảy vô rồi mà không nhớ. Rồi siêu co giãn cho Tri Uyên là chưa cập phải không? Giờ để Tri Uyên cập chưa? Siêu co giãn cho Trần Việt Ngọt nè. Chi Uyên ra cặp đi, nhìn ở trong đó thử Chi Uyên cặp chưa? Trong đâu? Chứ mày ghi ở đâu mà mày có nhìn ghi đâu mà có, tự nhiên có tên. Bởi vậy mới hỏi là tên nữ có trong đó chưa, Chi Uyên có ghi trong đó chưa? Có ghi đâu mà ghi. Bị thần kinh như sao chàng. Có cờ gì đâu á. Bởi vậy người ta mới hỏi là coi thử có tên trong đó chưa, chưa có thì người ta chưa cặp. Rồi lên đơn giùm em nha mọi người, con này size 32 nè. Ai chúc 32 lên 32 giùm em nha mọi người. Rồi em tặng luôn 79 nha. Rồi size 31, 32 chúc được giùm em nha. 79k giùm em. Size 31 và size 32 79 nha giùm em nha. Quá trời xịn luôn. 79k giùm em. Size 31 và 32 79 nha. 31, 32 79k nha. Có chị mua thêm đi. Nói chung chị mua đơn mua thêm đi nha. Chứ còn chị mua một món thì rất là uổng ha chị ha. Chị mua thêm đi, nói chung đơn 300-400 ngàn là chị vẫn cọc 50 ngàn được. Nhưng mà mua mà trên đơn trên 500 ngàn là phải cọc cho em 100 ngàn ha. Còn mà đơn cỡ khoảng 300 mấy hoặc 400 ngàn gì đó là cọc 50 ngàn. Bên em vẫn đi đơn nha chị nha. Cứ chốt thêm giùm em cho đủ đơn. Chứ còn một bộ là em cũng không có đi đơn. Đủ trên 100k mới đi đơn nha. Chốt thêm mấy món cũng được nha chị. Chứ không phải là chỉ mua được một món đâu nha. Không phải như vậy nha. Mọi người cứ chốt thêm đi ha cho đủ đơn. Rồi lưng thun nè, siêu đỉnh luôn giùm em nha. Trời ơi con này đỉnh chứ nè. Rồi size M giùm em, mà đỉnh giùm em 75.000. Size M lên mã M 75k giùm em nha. Toàn bộ mấy con quần này là siêu co giãn hết nha mọi người nha. Rồi lên mã M giùm em 75.000. Trời ơi xuất sắc luôn. Rồi mã M 75k giùm em quần bét ghi nha mọi người. Mã M 75.000 giùm em mã M. Rồi jean 32 Thùy Trang ra cặp đi nha. Thùy Trang không cặp không chút đơn nữa nha. Rồi 32 59kg cao bao nhiêu vậy Vũ Huệ ơi? Cao bao nhiêu nha? Cái đó 60kg quay đầu đó. Cao bao nhiêu nha? Rồi 32 cho Phan Thị nè. M75k luôn cho Phan Thị nè. Nó size 32 á. Đây 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 đây, Phan từ 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 từ.
Rồi Sapa gì bị Kim Lan Lê. Kim Lan Lê mới cọc đúng không ta? Nhìn nữa coi, Kim Lan Lê mới cọc đúng không? Đúng rồi. Rồi bỏ vô đó đi. Kim Lan Lê. Bỏ bên dưới không bỏ, bỏ lên trên trời. Rồi ok tiếp nha mọi người nha. Em gửi chị hình qua mít rồi. Rồi ok Thùy Trang nè, ok ha. Ok Thùy Trang. Rồi từ từ nha mọi người ơi, nó nhiều lắm. Nó nhiều lắm, em like cho hết cái này đi rồi em like áo nha. Ai chút áo hay từ từ chờ em chút nha. Đang quần đùi nè mọi người. Rồi quần đùi này nói chung là dạng mấy mẫu đây là mẫu hot hết nha mọi người nha. Rồi size S, size M chốt được lên giùm em nha. Rồi ai chút mã này lên mã đen nè mọi người. Rồi trắng đen giùm em ha, 35k giùm em mã trắng đen size S nha mọi người, 50kg quay đầu. Rồi lên đơn giùm em mã đen giùm em 35.000. Rồi trắng đen 35k siêu lưng cao luôn nha mọi người nha. 35.000 giùm em trắng đen 35. Trời ơi con này nó đẹp quá. Trời ơi mấy quần tây này mà chốt ngồi 65k mọi người nhờ vật. Bận là nhớ em hoài luôn, thật sự mọi người luôn nha. Bận là nhớ em hoài luôn. Rồi màu đen này là size size M nè. Trời ơi nó xịn lắm luôn mà em chốt có 65.000 thôi. Rồi lên mã đen giùm em size M 65k xịn đét luôn nha. Nên cái màu đen nó bị chá màu bên ngoài rất là đẹp luôn á, thật sự mọi người bên ngoài vải siêu đẹp luôn. Rồi đen M giùm em 65.000 mã đen M. Rồi quần đen 35k. M chị trước mà. Em không thấy luôn á chị Ngô Tường Đan, vậy là bị ẩn comment rồi chế ơi. Chị Ngô Tường Đan bị ẩn comment rồi nha chị nha. Trắng đen nha Khôi Nguyên nè, nó bị ẩn comment chứ còn thấy làm đọc à. Rồi đen M cho Loan Hồng nè. Nó bị ẩn comment á, bởi vậy mới nói chấm ABC vô chứ nhiều khi mọi người muốn chốt là nó bị ẩn comment. Trời ơi, một cái quần bé xịn đít, nói chung là xịn đét luôn nè. Trời ơi, nó coi dạng u mì nha, quần bé mà vải u mì cao cấp như thế này nè mọi người nè. Rồi lên mã quần bé giùm em nha. Cái này quần bé, quần lớn nha trời, cái này quần bé. Đúng không? Con này con quần bé mà size chắc cỡ khoảng 30-40kg luôn nha. Size này cỡ khoảng 30-40kg giùm em nha. Rồi em chốt cho mọi người con này 59.000 u mì cao cấp nha mọi người nha. Rồi lên mã quần bé giùm em. Cái quần bé quần lớn nha trời. Cái quần bé quá. Rồi lên đây giùm em 59.000 xịn lắm luôn á. Em thật sự u mì xịn lắm luôn ha. Rồi 59k giùm em. Rồi chân váy nâu hồi nãy ai chưa chốt được lên chân váy nâu lại giùm em này size S. Rồi ai vừa size S lên chân váy nâu size S giùm em nha. Còn hàng cao cấp không à. Rồi lên váy nâu giùm em 55k size S giùm em. Rồi ai nói chung là dễ phối nha. Rồi cái này bị xúc cái dây đai ra rồi mọi người. Cô này bị xúc dây đai rồi em chốt tặng cho mọi người 45.000. Về mọi người lấy kim đơm dây đai này vô giùm em nha. Rồi chân váy giùm em 45k ha. Chân váy 45.000 giùm em mã chân váy ha. Chân váy 45k giùm em. Rồi quần bé cho. Rồi quần cho chị mì bánh nè. Quần bé chị mì bánh. Chuẩn bị cho Phan Thị. Rồi chút váy lên váy giùm em nha mọi người ơi, 45.000. Trời ơi váy nó xịn đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi váy giùm em 45k giùm em mã váy nè. Váy 45.000 giùm em. Ai chút váy lên váy 45. Trời ơi da bò đỉnh như nè mọi người. Rồi da bò siêu đỉnh luôn giùm em nha mọi người. Rồi size này là size 2 đi lời giùm em mã da bò 65k. Trời ơi nó đẹp. Cái này nó dạng như là màu dưa cải đó mọi người. Nó dạng dạng đó mà em đập vậy đó. Rồi màu dưa cải giùm em 65.000 size 2 đi lời nha. Ai vừa size này chốt ngay và liền cho em. Nói chung là toàn bộ hàng shop nè, tan này hết nha. Xịn lắm luôn ha. Rồi lên mã này mã dưa cải hạt da bò giùm em được ha. 65.000 giùm em nha. 65k. Trời ơi xuất sắc luôn. 65.000. Rồi con này size của nó là size 6 đi lời xanh đen. Rồi con xanh đen 6 đi lời giùm em nha. Da bò cho Quân Ngọc. Rồi xanh đen giùm em 6 đi lời nè. Vải là vải tuyết mưa hàng cao cấp giùm em luôn ha. Rồi lên mã xanh đen giùm em tặng luôn 65k mã xanh đen quá trời đỉnh rồi. Rồi xanh đen 65.000 luôn giùm em mã xanh đen. Xanh đen 65k giùm em ha. Rồi lên mã quần bò suông luôn giùm em nè mọi người, lên mã quần bò giùm em 35k. Size 40 tới 55kg vừa nha, lên mã bò giùm em 35.000. Rồi mã bò 35k mấy mẫu này hot hot của mấy đứa trẻ trẻ đó mọi người. Hot của mấy đứa trẻ nha mọi người nha. Rồi xanh đen áo em bận có người chốt rồi chế ơi, áo em đang bận của ai á chốt rồi nhưng mà em chưa cởi ra đó. Rồi xanh đen nha Thùy Trang nè.
Rồi quần bò cho Phan Thị nè. Rồi con hồng này cũng là hồng cao cấp luôn nè. Các cái con này mọi người chốt hết riêng đó thật sự mọi người nha. Bao đỉnh cho mọi người luôn. Giả mang đẹp luôn nha. Rồi con này size nhỏ em tặng cho mọi người 49.000 thôi. Con này size S, size M chốt được giùm em. U mì cao cấp nha. Con này hàng hãng luôn nha. Con này nó có dây đeo hỗ trợ để mà mọi người treo á, khỏi bị giả máy rồi này kia đó. Rồi lấy mã này, mã quần giùm em tặng giùm em nha. 49.000. 49k hàng hãng luôn giùm em nha mọi người nha. 49.000 size S, size M bằng được giùm em ha. Rồi lấy mã hồng giùm em 49k, không nhận về không đúng hàng xịn em trả tiền nha mọi người ha. Con này rất là xịn luôn. Rồi nhanh tay lên hồng giùm em 49 nha. Hồng 49k giùm em mã hồng. Em cũng biết còn không nữa chị Lan Lumi ơi, con hồng này hàng cao cấp đó, ai chút về nhanh tay lên đơn nè. Rồi em còn một con xanh đen này size 2XL nè mọi người. Hàng Quảng Châu nha, xanh đen size 2XL Quảng Châu giùm em 65.000. Rồi xanh đen 2XL giùm em nha, 65k hàng Quảng Châu nha. Xanh đen 65.000 giùm em mã xanh đen. Xanh đen 65k giùm em, ai chút xanh đen lên xanh đen giùm em 65.000. Rồi ai chúc mã đen lên đen giùm em 35k dạng quần legging nha, legging nha mọi người nha. Dạng quần legging giùm em size từ khoảng 40 cho tới 55kg ha. Rồi lên mã này mã đen giùm em 35.000 mã đen. Đen 35.000 giùm em mã đen ha. Vân Thi lên số điện thoại nha, đen 35 cho Lê Ngọc Hà. Rồi mấy con hồng này hồng xịn đẹp hết trời luôn á mọi người. Rồi con hồng này size của nó là size S, size M luôn nha mọi người. Rồi lên lỡ giùm em, mã lỡ giùm em tặng luôn 45k mã hồng lỡ giùm em nha. Hồng lỡ giùm em 45.000, ai chúc hồng lỡ lên hồng lỡ giùm em nha, nâng mông nha. U mì là u mì cao cấp giùm em nha mọi người. Rồi hồng lỡ giùm em ISM chốt ha. Rồi anh tặng luôn 45k mã hồng 45.000. Hồng 45k giùm em mã hồng nè. Con bỏ lùm xuống. Hồng 45.000 giùm em mã hồng. Đây nè mọi người ơi, con trắng em có size to nè, chấm 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 bài giùm em đi mọi người. Chấm bài cho em xin một tim một like đi mọi người ơi. Áo không biết em lên kịp không nha mọi người nha, chấm đi mọi người. Rồi bên dưới này quá trời đẹp nè. Cho em xin một tim một like đi mọi người ơi. Trời ơi trắng xịn nè. Một con quần jean trắng xịn luôn nha mọi người. Trời ơi dạ mang đẹp luôn. Ờ, siêu co giãn giùm em nha. Con trắng này gọi là siêu co giãn quần suông nha. Rồi em tặng luôn 79k siêu co giãn nha mọi người. Size L ha. Rồi size L giùm em, trắng giùm em ha. 79k gọi là siêu co giãn. Đang hot bây giờ luôn ha, 79.000. Rồi lên mã trắng 79k giùm em mã trắng nè. Tay con xanh đen hồi nãy ai chưa chốt được nè mọi người nè. Bởi giờ nó lòi ra như vậy nè. Nhiều khi chốt thì không được, bây giờ nó lòi tiếp ra mọi người thấy không. Rồi xanh đen này sấy trên L luôn, 60kg quay đầu nha. Rồi lên xanh đen giùm em 65k mã xanh đen. Toàn hàng cao cấp quá mà. Rồi xanh đen giùm em 65k mã xanh đen. Xanh đen 65.000. Rồi trắng này chị mì bánh nè. Rồi dự bị cho Phan Thị. Đi vô. Rồi quần lỡ cho Trần Việt Ngọt. Quần hồng á. Hồng lỡ á. Mở này ra vậy là cái này nè. Đó. Không. Rồi đúng rồi. Rồi quần lỡ cho Trần Việt Ngọt nha. Rồi xanh đen. Rồi xanh đen chị Phương Hương nè. Trời lâu quá mới thấy chị yêu nè. Lâu lắm rồi đã nha chế nha. Lâu rồi bữa nay mới thấy chế nè. Một con quần sọt đen nha mọi người. Vải siêu đẹp luôn giùm em. Rồi size này cỡ khoảng từ 45 cho tới 55kg bận được tùy theo chiều cao nha. Còn thấp người 40 cho tới 52kg á mọi người ha. Rồi nhanh tay lên đen giùm em tặng luôn 39k. Cái này nó có chất thun nha, siêu đẹp giùm em nha. Quần sọt á mọi người ha. Rồi 39.000 giùm em nha. Mã quần giùm em 39k. Quần 39.000 giùm em mã quần. Quần đen 39k giùm em. Khoan Nguyễn chốt chả được vậy. Ủa Khoan Nguyễn nãy giờ chốt được nhiều mà. Khoan Nguyễn ơi, Khoan Nguyễn nãy giờ chốt được nhiều mà. À gì Kim Lăng Lê không cần phải lên số điện thoại nữa đâu nha. Lên một lần là được rồi, không cần lên số điện thoại nữa. Rồi sọt cho Phan Thị nè. Rồi bà gia Trương Công Chinh nè.
Trời ơi mẹ ơi, cái này là cái gì? Xếp mọi người ơi, Citrine cao cấp. Ai mà được con này sướng nha mọi người nha. Ai mà được con này là bao sướng cho mọi người luôn. Để em coi từ mấy trăm nha. Để em coi cái set này từ mấy trăm ha mọi người ha. Trời ơi nó đẹp nhất cái nắp luôn. Con này đẹp nhất cái nắp luôn nha mọi người nha. Dài vô cái đã. Chỉnh chu rồi em mới lên được cho mọi người nha. Chấm ABC dùm em đi mọi người. ABC thả em một tim một like này. Để chốt cái con siêu phẩm này nè mọi người. Để chốt cái con siêu phẩm này nha. Trời ơi nó đẹp size L luôn nha mọi người. Con này size L luôn dùm em nha. Set jean cao cấp dùm em, gọi là siêu co giãn nha mọi người. Nói chung là con này quá đỉnh luôn nha. Đây nguyên set như thế này nha mọi người. Trời ơi nó đẹp dã man luôn. Rồi lên đơn dùm em tặng con này cho mọi người. Set này cho mọi người 99 ngàn. Ai nhanh tay được nha. Set jean cao cấp dùm em 99k. Set jean cao cấp 99 ngàn, size L dùm em. Không bao giờ có giá này nha mọi người. Hàng cao cấp mà 99k không có. Mọi người mua 400 ngàn cũng không mua được cái bộ này đâu ha. Mọi người xác nhận mua cái bộ jean này là phải trên 500 mấy một bộ này ha. Xịn đét luôn. Em bao cho mọi người luôn. Rồi xanh L dùm em nha, em tặng 99 nha. Rồi xanh L 99k dùm em, xanh L. Rồi L 99k dùm em. Ôi dồi ôi nó đẹp dã man đẹp luôn. Rồi siêu phẩm cho Khôi Nguyễn nè. Khôi Nguyễn cặp bao nhiêu vậy ta? Nhìn từ bữa hôm qua Khôi Nguyễn cặp bao nhiêu vậy? Khôi Nguyễn chúc nhiều cặp thêm nha chị nha. Khôi Nguyễn ơi, Khôi Nguyễn chúc nhiều cặp thêm, dự bị cho Phan Thị đây. Chùa chết rồi, bộ đã đẹp quá trời. Phan Thị chốt nữa. Phan Thị cứ vô dự bị Phan Thị đi. Khôi Nguyễn ra cặp thêm nha chị. Cái đơn này nha, đơn này nói chung là nhiều mà cộng 50 ngàn một. Rồi sorry, cặp 200 nè. Rồi ok. Nhiều quá không nhớ luôn. Nhắc là nhớ liền, chắc là nhớ, còn mà không là không nhớ. Rồi con này size của nó là size XL. Trời ơi nó đẹp dã man luôn. Size XL hiếm lắm nha, màu trắng cực kỳ hiếm nha mọi người nha. Rồi lên trắng giùm em, size XL giùm em, mã trắng 65k. Cái này mà lên form nó thật sự xuất sắc luôn, đỉnh của chớp luôn. Trời ơi nó đẹp nè. Rồi lên mã trắng giùm em 65.000, size XL nha mọi người. Ôi toàn hàng đẹp không à. Form nó thật sự bao đỉnh nha mọi người luôn nha. Trắng giùm em size XL 65.000 mã trắng. Trắng xí trên L 65k rẻ bèo nhèo luôn. 65.000. Trời ơi nó đẹp không à. Trời ơi một con đầm cao cấp nữa mọi người ơi. Con đầm cao cấp nha. Ai chốt được nhanh tay nè. Con này dập ly nè. Siêu đỉnh luôn giùm em nè. Trời ơi nó đẹp nè. Rồi con này chắc 60-65 quá. Con này size 60-65kg vừa giùm em. Hàng Quảng Châu cao cấp nha mọi người nha. Rồi lên mã đen dùm em 99k nha. Size 60-65kg ai vừa chốt nha. Rồi em tặng 99 nha. Cái màu đen nó bị chá màu, rất là đỉnh luôn nha. Rồi 99k mã đen dùm em hàng cao cấp. Rồi đen 99.000 dùm em mã đen. Ai chốt đen lên đen 99k. Quần này có hai con tặng luôn. Đen 99.000. Đẹp lắm luôn á. Rồi trắng 65k. Siêu setting cao cấp chút siêu phẩm. Rồi có dự bị cho Văn Thị rồi. Rồi trắng cho Trần Việt Ngọt. Rồi đen 99.000 cho Nguyễn Phong. Trời ơi nó đẹp dã man luôn á. Nè đây nó lộn lộn vô mấy con. Mà con đầm là toàn hàng cao cấp thôi nha. Trong bao này toàn hàng cao cấp thôi mọi người ơi. Rồi con đầm này trong bao là siêu phẩm không nha mọi người nha. Trong bọc này là toàn hàng siêu phẩm thôi nè. Ai chốt phải nhanh tay lên đơn nè. Rồi con đầm siêu phẩm luôn giùm em nha nè. Trời ơi VIP chưa mọi người. Ai mua hàng cao cấp rồi nhìn là biết ngay và liền luôn nha mọi người. Đấy nha không? Dạ mang đẹp luôn. Cái gì? Rồi buộc eo lại nha mọi người. Free size luôn giùm em nha. Rồi lên mã này. Rồi lên mã này là mã cao cấp luôn giùm em này, 99.000 giùm em nha. Rồi lên mã này, hồi nãy em mới lên cái đen đó là cái gì rồi. Đen 99k. Rồi lên mã này mã cao cấp giùm em 99.000 free size nha. Ai mà size to chút nghe liền con này nha. Con này nó thật sự nha, rất là VIP luôn á mọi người ha. Rồi nhanh tay lên cao cấp giùm em 99.000 free size giùm em. Rất là dễ bận nha, do nó có dây buộc eo nè mọi người nè. Có dây buộc eo là nó free size giùm em nha mọi người, xuất sắc luôn nha. Ôi con này mà đi tiệc đi đồ bao sang, đơn giản nhưng mà rất là sang nha mọi người. Rồi nhanh tay lên giùm em mã cao cấp giùm em đây nè.
Rồi lên mã cao cấp giùm em 99 nha. Size to á, con này size to đó nha mọi người nha. Con này mà mọi người 60-65kg rồi cứ chốt hết cho em nha. Cỡ nào vừa hết trơn á, nói chung dạng này là dạng suông á. Và resize là cỡ nào cũng vừa nha, cao cấp 99 nha giùm em. Cao cấp 99k giùm em nha. Trời ơi đẹp đỉnh luôn. Ủa là đẹp đỉnh luôn á mọi người. Thu trăm ra cặp đi, thu trăm ơi, không cặp không chút đơn nữa nè. Thu trăm ra cặp đi nha. Rồi đầm đen nè. Nè vậy. Rồi lên cao cấp đi mọi người. Cao cấp ta 99 ngàn dùm em nha. Lên cao cấp dùm em đi. Rồi cao cấp cho Quang Tùng nè, Quân Tùng nè. Rồi cao cấp cho Khôi Nguyễn nè. Hai con nè. Coi thử đúng không chứ để bị lộn. Trời nó xịn dạ men luôn á, đúng rồi. Có hai con nè. Ai mua đầm thì để tối đi em like nha mọi người. Em like đầm với đồ bộ nha. Tối nay em like đầm đồ bộ rất là nhiều mẫu á mọi người ha. Rất là nhiều mẫu luôn. À, Quân Tùng đã dự bị cho. Ủa Quân Tùng với Khôi Nguyên ra đơn chưa? Khôi Nguyễn nè. Khôi Nguyễn chưa ra đúng không? Mới có một cái Quân Tùng đó thôi đúng không? Rồi cho Khôi Nguyên ha, Khôi Nguyễn nè. Khôi Nguyễn. Còn mấy mẹ cao cấp đấy nó kiểu như nó lộn vô đây chứ còn. Còn nằm ở trong cái bao quần à. Còn mà đầm đó thì nó nằm bao đầm riêng nha. Còn con quần riêng này của Nam. Một con quần riêng Nam, một con quần riêng đen Nam nha mọi người. Coi thử size bao nhiêu em tặng luôn. Rồi con quần riêng đen Nam này size 30 giùm em nha. Con quần riêng Nam đen size 30 giùm em tặng luôn cho mọi người. Con này 65 ngàn. Rồi đen Nam 65k giùm em nha. Chúc đen Nam lên đen Nam giùm em. Rồi đen Nam giùm em 65 ngàn. Chúc đen Nam lên đen Nam 65k size 30. Đen Nam size 30 65 ngàn. Đây con da bò nè. Em thật sự nha, mấy con này em tâm đắc luôn. Nhận về đi rồi biết á, đẹp như thế này nè. Thành nên là mấy con này là em bao cho mọi người size 2XL da bò 75 ngàn. Còn sót lại con. Hồi nãy ai chưa chốt được giờ chốt nha. Size 2XL giùm em da bò 75k. Size 2XL giùm em nha. Da bò 75 ngàn hàng cao cấp giùm em. Da bò 75k size 2X cho mọi người. Phơm chuẩn phơm giùm em. Rồi da bò 75 ngàn giùm em. Mã da bò vải tuyết mưa nha. Da bò 75k giùm em. Mã da bò trắng em còn sót lại con nữa nha mọi người. Trắng em còn sót lại một con nữa ha. Rồi đen nam cho chị Lan Lumi. Rồi da bò cho Nhung Ngô. Dự bị cho Quân Tùng. Nhung Ngô dự bị cha. Đúng rồi, dự bị cho Quân Tùng nha. Da bò rồi cho Nhung Ngô dự bị cho Quân Tùng. Trời ơi, cái trắng đó đẹp. Rồi một con đầm siêu phẩm nữa nè. Rồi nhanh tay nè, trời ơi ai nhanh tay được nha. Mấy con này nó hàng hiếm nha. Có con một không à. Rồi con trắng nè mọi người. Nhức cái nách luôn nha mọi người nha. 60kg quay đầu. 60kg quay đầu dùm em mà trắng 99k dùm em mà trắng. Trời ơi nó đẹp dạ man luôn. Trắng 99 ngàn dùm em nha. Ai chút trắng nhanh tay lên trắng con một thôi. Rồi nhanh tay lên trắng dùm em 99k mà trắng dùm em xuất sắc luôn. Trắng 99 ngàn dùm em nha. Em còn một con xanh đen xanh L nè mọi người. Rồi xanh đen xanh L 79k dùm em. Cái con trắng nó đẹp lắm. Con trắng này đi tiệc tại bao sang nha. Bây giờ chẳng lẽ em cởi ra em bật cho mọi người xem nè, nó đẹp như thế này. Nó phơm dài đó mọi người, đẹp lắm luôn ha. Trời ơi, nói chung là nó dài mà em để cái điện thoại gần quá không có thấy được rõ mà đứng lên. Rồi trắng 99k cho Loan Lê nè. Em còn một con xanh đen xanh L 65 ngàn nha. Ai chút xanh đen lên xanh đen giùm em, xanh L 65k. Rồi mã xanh đen xanh L 65 ngàn giùm em. Trời ơi nó đẹp lắm mọi người ơi. Xanh đen xanh L giùm em 65 ngàn. Xanh đen L 65k giùm em mã xanh đen. Xanh đen xanh L 65 ngàn giùm em ha. Trời ơi quần xanh này nó xịn quá thành nên lỡ rồi em lên cho nó hết mấy quần. Nè da bò nè, chút da bò lên da bò để tao hỏi mọi người muốn mua nữa hỏi không có. Nó tùy theo lô á. Đây da bò em còn con nữa hồi nãy ai chưa chút được con da bò này size 2X nè. Rồi con da bò này size 2XL tiếp nha. Rồi lên da bò 75k luôn giùm em nè.
size tới 2 XL là nha mọi người nha. Rồi nhanh tay lên da bò giùm em, 75.000 da bò size 2 XL. Rồi xanh đen xanh L. Xanh đen xanh L cho Lan Hồng. Lan Hồng dự bị cho Âu Đình Việt. Rồi hồi nãy ai chưa chốt được da bò nhanh tay nha. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Ai chưa chốt được da bò lên da bò giùm em 65.000. Con da bò này là 65k nha. Hàng nào mà nó có cái gái kia thì nó mới là 75.000 nha. Rồi lên da bò giùm em 65k mã da bò. Ôi con xanh đen có size S nè nè mọi người nè. Rồi xanh đen size S luôn giùm em 65.000. Xanh đen S. Xanh đen size S giùm em 65k nha. Phơm lại em bao chất, bao phơm đẹp ra. Rồi xanh đen S giùm em 65.000. Rồi nó có size M luôn. Xanh đen M là ống suông nha mọi người. Hàng hot hết luôn nha. Rồi xanh đen size M dùm em, ống suông nha, 65k dùm em. Rồi xanh đen M 65.000. Ai chúc xanh đen lên xanh đen M 65k dùm em, xanh đen M. Da bò Hạnh Nguyên nè. Hạnh Nguyên ơi có chịu cọc không nha. Bên mình chúc đơn là cọc các bạn ơi. Có chịu cọc không nha. Rồi xanh đen nó có size F và size M nha. Rồi xanh đen M cho Thùy Trang này xịn lắm luôn á chị Phương Hương mà chốt không kịp phải không. Rồi dự bị cho chị Phương Hương đây nè, Thùy Trang dự bị cho chị Phương Hương. Thôi để lộn nha, xanh đen nó chốt hết trơn rồi mà đâu còn cái nào đâu, sao vậy? Gì vậy? Cái đó sai gì? Ủa con xanh đen nó sai 2XL đó, hồi nãy chốt chai rồi mà sao còn nằm trong đó? Không nghe nghe đọc tên mà không ra đơn là mọi người phải nhắc lại chứ. Hồi nãy chốt xanh đen sai 2XL vậy mọi người lên lại giùm em với. Trời đất ơi. Xanh đen hồi nãy như là của Loan Hồng size 2XL đúng không Loan Hồng ơi? Loan Lê ơi. Loan Lê hồi nãy chốt xanh đen size 2XL đúng không? Lên lại giùm chị với nè. Bill đơn nó ra nhiều khi máy tính nó bị kẹt á mọi người, nó không có ra đơn được. Đập tên mà nó lại không ra đơn được nha. Loan Lê nè, hồi nãy là chốt cái xanh đen lên lại xanh đen nha chị nè. Xanh đen 65k lên lại đi nha, nó chưa ra đơn được. Nó còn nằm ở đây nè, nó chưa ra đơn được á. Lên lại em chị với. Chờ em chút nha mọi người. Da bò size 2XL đó chị yêu ơi. Không có nha Vũ Huệ ơi. Rồi xanh đen cho Loan Lê. Rồi con da bò này là size 2X đó chị Ngô Tường Đan ơi. Da bò này hàng Quảng Châu giùm em nha. Size 2XL giùm em nè. Rồi em chút cái 65.000 thôi. Rồi da bò size 2XL 65k giùm em ạ, da bò. Hàng Quảng Châu nha mọi người nha. Rồi da bò này size 2XL 65.000. Da bò size 2XL 65k. Em còn một con xanh đen size S nè, có ai chút xanh đen size S không? Lên xanh đen S giùm em nè. Rồi một con quần nè. Rồi một con quần, ai chút quần lên quần giùm em nha. Rồi con này size XL giùm em. Rồi con này size XL, rồi free size luôn á. Con này nói chung là 60kg quay đầu giùm em. Rồi lên mã này, mã xanh đen giùm em 60kg quay đầu nha, 45.000. Rồi xanh đen 45k giùm em. Mã xanh đen nha mọi người, lên xanh đen 45.000. Xanh đen 45k và rất là đẹp luôn. Xanh đen 45. Xanh đen 45.000. Đây ai chưa có con đen này để dành giờ thật chưa. Ai con này trong váy nè. Ai công sở con ơi thì chốt ngay và liền con trong váy xịn này nha. Con trong váy này bao xịn cao cấp cho mọi người luôn, size 2XL. Ai làm công sở hoặc là nói chung đi chơi đi đồ mà còn không mua được váy size to, chốt ngay vào liền con này cho em ha. À, rồi nhanh tay lên trong váy giùm em tặng luôn 59k size 2XL nha, vải tuyết mưa giùm em. 59.000 size 2XL vải tuyết mưa hàng cao cấp nha. Rồi lên đơn giùm em mã trong váy. 59k mã trong váy giùm em ha. Thanh Võ Kim. Xanh đen 45.000 cho Kim Lan Lê. Dự bị chị mì bánh. Cái dự bị chị mì bánh nữa nữa luôn. Là cái này nè nha, xanh đen này nè nha, đừng bỏ xanh đen kia là chết luôn á. Cái nào không biết là hỏi. Rồi chân váy cho Loan Lê. Rồi chân váy nâu này size L. Rồi chân váy này size L giùm em nha mọi người, 59k chân váy size L giùm em da bò. Trời mấy con này nó đẹp giả man luôn, thật sự mọi người nha. Trong váy là vừa trong váy bút chì. Hàng là hàng cao cấp nha mọi người nha, chứ không phải ba cái hàng tào lao bí đao nha. Rồi lên mã da bò giùm em 59k size L xuất sắc luôn. Rồi lên size L giùm em 59.000, quá trời đẹp luôn. Size L 59k giùm em size L.
N59 nghe giùm em đây, con đen ai chưa chút được đen. Ồ, con đen vải nó đẹp quá mọi người ơi, con đen vải nó đẹp dã man luôn á. Ồ, con đen này túi của nó túi mộ phía trước luôn nè, ai size S mọi người chốt ngay và liền con này cho em nè. Rồi lên mã S giùm em ống suông cao cấp luôn nha. Trời ơi nó đẹp nè. Con này nó dạng như nó bắt nhẹ, cái này là bắt nha mọi người ơi. Ôi con này con ống bắt nè mọi người ơi, size S nè, Phan Thị đâu rồi? Con này vừa size luôn nè, mà con này con hàng hãng nha mọi người. Con này con bát mà hàng hãng giùm em nha, chứ không phải là hàng ấy đâu. Rồi lên mã này, mã loe giùm em nè, ai chúc mã loe lên loe giùm em 75.000. Rồi loe size S 75k giùm em hàng hãng nha mọi người. Ai vừa size S là chốt ngay vào liền, ống loe này đang hot bây giờ ha mọi người ha. Hot hành hot luôn. Đó, nó loe nhẹ như thế này nè, xịn đét luôn nha. Size M, size S giùm em mà hàng xịn hàng hãng. Rồi lên loe giùm em S 75k. Rồi L59k nha Thu Phạm nè. Con này con trong ví này của Loan Lê nè, mở cho chưa? Của con trong ví này của Loan Lê mà không thấy chịu trong ví sao mà lấy cái quần bỏ vô vậy trời? Không bao giờ đập hết trơn á là sao trời? Tự nhiên cái quần đi lấy trong ví bỏ vô cái quần. Rồi S cho Loan Lê nè. Rồi mấy con này mấy con cao cấp á. Rồi để coi thử còn không nha Mai Hạ ơi, để coi thử còn không nha. Bóc tiêu bỏ vô đi mọi người. Rồi con này vừa lưng thun vừa bản dễ bận ha mọi người ha. Vừa lưng thun vừa bản luôn giùm em. Rồi cái này là chất của nó là co giãn mạnh luôn giùm em nha. Rồi size này nói chung từ khoảng 50 tới 60 kg là dư vừa thoải mái luôn giùm em nha. Đẹp xuất sắc mà giống kèm theo là không có nhìn là cứ vậy là bỏ vô chết luôn. Bây giờ biết cái đập không biết hay là cứ bỏ mạnh. Rồi lên mã này mã đen giùm em ha. Mọi người ai chốt đen lên đen giùm em tặng luôn 59k mã đen. Rồi đen 59.000 giùm em mã đen nha mọi người. Co giãn ha, siêu đẹp luôn giùm em. Đen 59k 60kg quay đầu. Từ 50 tới 60kg nha mọi người ơi. Rồi đen giùm em 59.000 mã đen. Đen 59k giùm em. Để em lên cái mã khác bây giờ, để lên một mã đen nhìn như vậy thì lên. Rồi lên đỏ luôn giùm em đi. Rồi đỏ này hàng hãng luôn nha, hàng Saka hãng luôn nè. Rồi hàng Saka hãng luôn giùm em nha, size L giùm em. Rồi nhanh tay lên đỏ giùm em nha, đỏ size L giùm em ha mọi người ha. Rồi đỏ hãng nha mọi người, size L giùm em. 65k mã đỏ giùm em hàng hãng nha mọi người. Rồi đỏ size L giùm em 65.000. Ai chút đỏ lên đỏ giùm em 65k mã đỏ. Không giống lai. Rồi lên mã đỏ giùm em ha mọi người ha, chút đỏ lên đỏ giùm em 65k giùm em mã đỏ nè. Rồi đen 59.000, ai chút nhanh tay lên đơn nè, đen 59k. Đen 59 với chị Phương Hương nè. Rồi đỏ. Rồi đỏ luôn nha chị Phương Hương nè. Ờ con đen này quá trời đỉnh đó nè mọi người. Rồi con đen này size S vừa lưng thun vừa da kéo nha mọi người nha. Hàng hai nút như thế này nha. Hai nút mọi người cua vô thì nó sẽ mở ra thành hai nút như thế này ha mọi người ha. Rồi con này size S size M chốt được, nó để S nhưng mà bo lưng thun như vậy mọi người, S M chốt được giùm em nha. Rồi nhanh tay lên đen giùm em 65.000. Toàn đẹp không à. Rồi đen giùm em 65k nha, vải xuất sắc luôn. Rồi đen 65.000 giùm em mã này ống suông nha mọi người nha. Đen giùm em 65k. Nhanh tay lên đen giùm em 65.000 mã đen. Coi thằng anh nó đi chơi không biết. Dám đi chơi lắm mấy chơi, coi tụ tập rồi đi chơi đó. Đen 65.000. Lên làm trách nhiệm gì mà giờ này chưa về là coi chừng á. Thả lỏng á, chết nó. Ồ, trắng đẹp quá trời mọi người ơi. Một con quần riêng trắng phối hợp luôn giùm em nha mọi người. Một con quần riêng trắng phối hợp giùm em không đụng hàng nha mọi người ơi. Dạ mang đẹp rồi. Rồi đen 65.000 cho chị Ngô Tường Đan nè.
Rồi lên trắng luôn giùm em nha mọi người. Rồi size này có khoảng size ML chốt được giùm em nha. ML chốt được giùm em. Jean mà jean thun co dạng siêu mạnh như thế này nè. Quần túi hợp mẫu mới nha. Rồi ai chốt trắng lên trắng giùm em, túi hợp 85 nha. Rồi mã trắng túi hợp 85k giùm em nha. Chỉ có từ đỉnh thôi mọi người. Quảng Châu cao cấp không à. Rồi lên trắng giùm em 85 ngàn. Size ML chốt được giùm em nè. Bo nè, siêu đẹp luôn. Vừa lưng thun vừa dây kéo nha mọi người. Rồi lên đơn giùm em mã trắng 85k. À, trắng là chị mì bánh. Rồi mấy mẫu này là size của nó là size rồi size 29 nè, cái này nó có hai con hàng cao cấp nè mọi người. Rồi size 27 với size 29 giùm em nha, hàng cao cấp giùm em nha, mẫu mới nha mọi người. Mấy con loe hai màu, mấy con mà loan hai màu như vậy là mẫu mới giùm em nha. Trời ơi bên ngoài màu nó đẹp dã man luôn á, bên ngoài màu đẹp lắm luôn mọi người. Rồi size 27 với size 29 giùm em nha mọi người. Ai chốt lên đơn giùm em ha. Size 27 với size 29 giùm em 85.000. Ai nhìn tan là biết hàng cao cấp rồi ha mọi người ha, xịn đét như thế này nè. Rồi lên đơn giùm em 85k giùm em nha. Size 27 với size 29 giùm em 85.000 lên đơn ha. Bên ngoài màu đẹp lắm, đang hot hai màu như thế này nè mọi người ơi. Đang hot lên hộp luôn nha. Sắc luôn giùm em 85k giùm em. 85.000 siêu co giãn 27 với size 29 giùm em 85k. Size 27 với size 29 giùm em 85.000. Size 27 với size 29 85k giùm em nha mọi người nha. Đang còn con quần. Trời ơi, quần von này siêu đỉnh luôn giùm em nha. Rồi lên mã này mã von giùm em ha mọi người ha, 49k giùm em free size. Rồi 49k free size giùm em, 60kg quay đầu thoải mái nha mọi người. Von này von cao cấp giùm em nha. Rồi von giùm em 49.000 đây, cái 8 này ai chưa chốt được. Ô em còn con đen xịn nữa mọi người. Lên nha, nó mất cái này. Rồi con xám này size 2XL nè, ai chưa chốt được xám nhanh tay lên xám giùm em size 2X nha. Ai tới cuối live để em chốt một mã tặng nữa cuối live nha mọi người. Đang ráng chờ cuối live chốt mã tặng nữa nha. Rồi xám giùm em size 2X nè mọi người. Rồi von nè. Rồi size 29 85k cho Vũ Huệ nè. Vũ Huệ này nãy cặp bao nhiêu rồi? Vũ Huệ cặp 100 đúng không? Rồi size 29 cho Vũ Huệ nè. Em còn một con size 27 nha, rồi còn xám giùm em nè. Rồi von cho chị mì bánh nè. Không có 28 nha. Rồi con này size 2XL giùm em 65.000. Mấy con này nhận về chỉ có từ phê thôi mọi người ơi, đẹp quá đẹp luôn. Rồi size 2XL giùm em nha, 65k toàn bộ hàng Quảng Châu cao cấp hết giùm em. Rồi lên xám giùm em nha mọi người, 65.000 mã xám giùm em. Xám 65k, chú xám lên xám 65.000. Rồi con này một con size 31 nè. Rồi lên size 27 85k đi Ngọc Diệu ơi. Nè. Size 27, nói chung mấy mẫu này mẫu mới siêu lưng cao nha, quần xịn nha, loan hai màu mẫu mới, bên ngoài đẹp lắm luôn. Mã loan hai màu này mới đó, xuất sắc luôn nha. Có 85k hàng cao cấp. Rồi con này size 31 giùm em. Trời ơi, 30 31 chốt được nha, nó để 31 nhưng mà em nghĩ là 30 vẫn chốt được. Co giãn cực kỳ tốt luôn ha mọi người ha. Rồi lên mã siêu co giãn giùm em nha, 95k giùm em siêu co giãn. Hàng cao cấp nha. Con nào mà em chốt 95.000 là toàn bộ hàng cao cấp hết giùm em nha. Rồi lên mã này mã siêu cơ giản giùm em, 95k size 30 31 chốt được nha. Cực kỳ đỉnh luôn giùm em nha, 95.000. Trời ơi nó VIP lắm luôn, 95k giùm em. Chị thích áo em mang có người chốt rồi hả? À, dạ đúng rồi, em tặng có 35.000 à, hàng cao cấp mà em tặng 35k có người chốt rồi. Quần nữ á chị Lan Lumi ơi, quần nữ nha. À gì à, thanh võ kim nè. Chốt quần nhưng mà có chịu cọc không nha, ra cọc giùm mình đi nha bạn ơi. Thanh võ kim nè, chốt quần 85.000 ra cọc luôn giùm mình nha. Chốt quần 85.000 ra cọc luôn giùm mình, bỏ riêng ra đi cho ra cọc còn cặp tối xả ra.
em chút nha, em coi em rip ra tin nhắn trong này tự nhiên. Căn tin nhắn trong này Thùy Trang. Trang Thùy. Sao còn 100.000 mà sao nó chưa qua ta? Sao công banh nè à? Sao công banh 0601-8693-1151. Trong ngày giao dịch thành công thì người ta sao lại chưa qua? Nước hoa còn một chai á, dì Thúy ơi, còn một chai. Tối hôm qua em thấy chị ngồi trên live mà sao chị không chốt luôn. Rồi siêu co dạng cho Thùy Trang nè. Bỏ mấy quần này vô đi. Rồi con xám sao hãy đi, hãy đi LK chốt xám 65.000 không, lên xám giùm em nha. Con xám đó là quần nữ nha mọi người nha. Có ai chốt xám nữ lên xám nữ giùm em nè, 65k nha. Nè. Không phải xám đó nha, siêu co dạng là con này nè. Còn đó là đúng rồi, con đó bỏ vô đi chờ người ta cọc. Rồi con đen quá xinh đẹp luôn. Hôm qua em lấy cái chai nước hoa con Hoa nhà em nó cũng dặn. Hoa nhà em nó cũng dặn đó là em lấy chai của nó tối hôm qua em xịt. Em xịt mà qua ngày ngày hôm nay em bận cái bộ đồ nó hôm lừng luôn. Rồi lên đơn giùm em mà đi giùm em size 2 trên L75 nghe. Ai hồi nãy giục con này nhanh tay chốt ngay và liền lại giùm em nha. 75k giùm em quá trời đỉnh đâu mọi người ơi, 75.000. Rồi nhanh tay lên mã đen giùm em 75k từ xuất sắc nha mọi người nha. 75.000 nhận về cái này mọi người mua 200 mấy nó cũng chưa đáng đồng tiền nữa. Mọi người vô shop mua đi, nó bán 300 mấy chục ngàn. Em báo mọi người có 75.000 quá rẻ luôn nha mọi người ơi. Mọi người mua 300 mấy ở đây bán 75.000 giả mang đỉnh luôn. Rồi đen 75k giùm em size 2 trên L nha, đen 75.000. Em còn con xám này màu khác nè. Rồi đen 75k giùm em mã đen nha mọi người nha. Trời ơi nó đẹp lắm luôn em, thật sự mọi người. Con đen nó là vải tuyết mưa cao cấp giùm em chứ không phải là hàng thường đâu. Rồi con xám này size M nè. Rồi xám size M giùm em 65k, vừa lưng thun vừa bản như thế này rất là dễ mang nha mọi người nha. Mẫu mới luôn giùm em nha. Con này mọi người gài khuy vô ngay đây nè, siêu đẹp luôn giùm em ha. Rồi lên mã xám giùm em nha, size M 65k mã xám. Xám M 65.000 giùm em mã xám. Xám M 65.000. Chị ngủ quên hả? Rồi lên xám M 65k. Nguyễn Lam ra cọc đi Nguyễn Lam ơi. Nguyễn Lam chốt đơn ra cọc, Nguyễn Lam có đi đơn rồi đúng không? Nguyễn Lam chốt đơn đen 75.000 ra cọc luôn nha Nguyễn Lam ơi. Rồi ok nè, rồi dự bị cho Vũ Huệ đi. Cái đen đó vừa dự bị cho Vũ Huệ. Rồi em còn xám size M, em lên với con rồi em đi bốc hàng. Em đi bốc hàng nha mọi người. Em tính em lên lên áo rồi mà chắc em lên không kịp quá. Trời ơi một con cao cấp nè. Rồi lên mã trong váy cao cấp giùm em 75.000. Trong váy cao cấp 75k, chị Thúy có phái bận mấy cái trong váy này không? Chút ngay và liền con này đây, con này đỉnh luôn nha mọi người. Con này con cao cấp đỉnh luôn á. Em nói thật sự mọi người, nhận về chỉ có từ phê thôi 75k. Không đỉnh em trả tiền lại, một đỉnh gấp 10 lần. Nó vừa dập ly mà nó vừa nói chung là siêu đẹp luôn á. Vải nó mềm, cái ren nó mềm mịn lắm. 75.000 giùm em nha. Rồi lên mã này là free size đó mọi người. Từ 40-60kg bận đẹp giùm em ha. Rồi lên đen giùm em trong váy đen 75.000 quá trời đỉnh rồi, đỉnh lắm luôn. Rồi trong váy 75.000. Rồi trong váy cho chị Ngô Tường Đan. Rồi ok em nè, ok em, nói chung là ok cưng nha. Nãy giờ chị vận chốt cho em mà, chị đã coi trên đó, chị rep trên đó rồi là chị vận chốt cho em nha. Khi nào nó qua thôi. Hôm nay chủ nhật cảnh nên là nó qua hơi chậm á. Em chuyển bên ấy nó qua hơi chậm. Rồi trong váy với chị Ngô Tường Đan ông nè. Ồ đẹp quá chị Đan ơi, hơn quá đẹp của con nó là về siêu phẩm luôn á. Gọi là siêu phẩm nha. Rồi con xanh đen này em còn một con size XL. Trời ơi vải nè. Xanh đen size XL giùm em nha mọi người, 65.000. Toàn hàng cao cấp không ạ? À? Em nói thật sự mọi người nha. Nhận hàng của bên em về đi. Em mà đã bán 65.000 là mọi người vô shop mua phải 200 mấy nha. Không bao giờ mua rẻ hơn được ha. Hoặc là mọi người nói chung là trên like hoặc là ở đâu vậy, không bao giờ có giá này. Rồi xanh đen giùm em, size này size XL 60kg quay đầu giùm em nha. 65k xanh đen giùm em, toàn hàng đẹp không à. Không phải là em nói chứ mọi người cứ nhận đi mà mới mua hàng của bên em về nhận về phê luôn. Trời ơi trắng nữa nè mọi người ơi, trắng rất là hiếm nha mọi người nha, trắng hiếm lắm. Vỏ kim thanh. Vỏ kim thanh cộng 100.000.
Cỏ Kim Thanh. Cỏ Kim Thanh là ai? Phan từ từ để lên Facebook thôi hả? À, Nguyễn Tuyền Liễu sao đặt hàng không kêu tên? Đặt hàng là kêu tên nha, bạn nào mà chốt trước thì mới đọc tên nha, chứ mọi thứ có một con một mà đâu kêu tên được. Ai mà chốt được thì mới kêu tên chứ. Rồi lên Sunny giùm em 65.000. Sunny 65 cho chị mì bánh nè. Ai mới cọc lên tí giùm em nha mọi người nha. Ai mới cọc 100k lên tí giùm em nè, để em gái nha. Mọi người phải note mọi người là Facebook gì nha. Trời ơi, con trắng này định VIP luôn. Rồi size L mà trắng. Em nói thật sự như vậy, nó đẹp quá trời đẹp luôn. Không biết đường nào để nói luôn. Rồi trắng giùm em size L, toàn hàng Quảng Châu cao cấp như vậy. Không mọi người chốt không chốt, chốt cái gì trời. Rồi trắng giùm em size L nha mọi người ơi. 65.000 hàng cao cấp như vậy, em chốt có 65k. Quá trời đỉnh nha, đỉnh của chớp luôn. Rồi trắng giùm em, form là em bao chuẩn nha. Rồi trắng giùm em 65.000 mã trắng size L. Trắng size L 65k, em có XL luôn nè. Trắng 65k giùm em size L. Rồi trắng nó đẹp quá đẹp luôn. Rồi thanh vỏ kim cộng 100.000 ghi vô đi. Thanh vỏ kim dính liền hả? Chịu vỏ kim dính liền. Thanh rồi vỏ kim dính liền không giấu hết nha. Rồi ok nha, nhận của em 100.000 rồi nha. Thanh vỏ kim này ok em nè. Rồi trắng nó chị mì bánh, đẹp quá trời luôn á. Rồi mã này mã khác rồi nha mọi người. Mỗi con nó mỗi kiểu khác nhau nha mọi người. Rồi trắng này lên mã trắng nút giùm em nha. Nè trắng nút này size L luôn giùm em. Vừa lưng thun vừa dây kéo nha. Con này rất là đỉnh luôn giùm em. Mã trắng nút giùm em 65.000. Rồi trắng nút luôn giùm em 65k trắng nút ha. Ai chúc trắng nút lên trắng nút giùm em. Comment mã trắng nút 65.000 giùm em ha. Rồi nhanh tay lên đơn trắng nút 65k giùm em mã trắng nút. Trắng nút 65k em có một con sấy trên L. Trắng nút đó là size L nha mọi người. Con này sấy trên L nè. Rồi trên L này 60kg vừa nè Vũ Hệ ơi. Con này là một con size trắng ít à, trắng nút đấy, trắng nút đó muốn lấy bận ghê đẹp á. Rồi 60kg chúc con sấy trên L này đi nè. Rồi lên mã XL giùm em 65k nha, XL 65.000 giùm em. XL 65k giùm em nha. Rồi lên sấy trên L giùm em 65.000. Trời ơi, nó đẹp ghê hồn luôn á. XL 65.000 giùm em mã XL. XL 65.000 giùm em nha. Ai ở Cú La thì em sẽ tặng một mã ấy nữa. Trời ơi, con này có con 1. Con này cao cấp có con 1 size 29. Con này à, một con. Cái đó vừa bản vừa lưng thun là 60kg mà cao 1 mét mấy hả? Cao 1 mét mấy hả? Ma Phương khách mới chốt đơn lên số điện thoại nha. Trời ơi, con này đẹp xuất sắc luôn nha mọi người. Có một con một thôi, size 29 nha mọi người. Con này quá trời đỉnh đó mọi người ơi. Rồi lên mã này, mã caro giùm em nha, 65k, đẹp lắm luôn. Bên ngoài màu đẹp xuất sắc luôn giùm em nha. Caro giùm em nha, size 29, 65.000. Rồi caro size 29, 65k. Em ký lấy ra để gần quá. Rồi caro giùm em. Trời ơi, cái màu này bên ngoài nó đẹp lắm luôn. Rồi caro cho Loan Hồng này, đẹp lắm luôn. Mỗi Loan Hồng nãy chưa là cọc đơn này chưa ta? Mình nhìn ở trong đó Loan Hồng cọc chưa vậy? Có đi mà. Rồi dự bị cho Loan Lê đi. Dự bị Loan Lê với 10 bánh. Loan Hồng là đơn này chưa cọc cho chị đúng không Loan Hồng ơi? Rồi nâu em còn một con sấy trên L nè mọi người nè. Nâu này là hàng Quảng Châu ít luôn giùm em nha. Rồi nâu em còn sấy trên L nè. Ai hồi nãy hỏi XL nè. Rồi nâu này sấy trên L giùm em nha mọi người. Ai chúc nâu lên nâu giùm em sấy XL nha. Rồi nâu sấy trên L giùm em mã nâu. Nâu size XL giùm em. Ai chúc nâu lên nâu sấy trên L nè. Nâu sấy trên L giùm em 65k nha mọi người. Rồi con trắng này nó bị bao nó bị rắp nên size S. Rồi trắng S này nó hơi dơ nè. Ai chúc dơ lên dơ em chúc tặng 49.000 về giặt sơ là được nha. Không có ảnh hưởng gì đâu. Nói chung nó hơi bụi á. Không có phải là nó dơ gì nhưng mà nó bụi bụi á. Rồi lên mã này mã dơ nhẹ giùm em. Nó bị bụi nhẹ đó, giặt sơ là ra nha. Ai mà nhận về giặt không ra cứ báo cho em ha. Nói chung nó bụi nhẹ nhẹ kiểu mà nó bị rách bao á. Rồi lên trắng S giùm em 49k nha. Trắng S dơ nhẹ giùm em 49 nha. Trắng S dơ nhẹ tặng 49k. S dơ nhẹ tặng 49 cho Loan Lê. Đây em còn một con siêu phẩm nha mọi người ơi. Hồi nãy ai chưa chốt được nè. Thề luôn. Dày mà em chịu nổi không?
99k hồi nãy ai chưa chốt được con này nhanh tay lên đơn nè, 99.000 mã đen nè. Rồi con siêu phẩm là 99k còn con nè, trời đất ơi, hàng cao cấp nha mọi người nha. Mọi người mua 400-500k ở đây em chốt 99.000 ha mọi người ha. Rồi lên đen 99k giùm em hàng cao cấp free size nha, cỡ nào vừa dây đeo nó nằm bên này. Dây đeo nó nằm bên này nha mọi người nha. Rồi lên đơn giùm em nha, mã đen giùm em 99.000 mã đen. Trời ơi nó đẹp. Dạ mang đẹp luôn. Rồi đen 99k giùm em hàng cao cấp ha mọi người ha, free size giùm em mã đen nè. Ai chưa có lên đơn nha. Ai chưa có lên đơn giùm em, còn mấy con mọi người ơi, còn hết nữa. La hết cái này đi rồi. Cái này em lên mã tặng quá. Áo không biết like kịp không trời. Hả? Rồi đen 99k. Nãy chị chốt không được à? Rồi 99k cho chị mì bánh nè. Xịn quá trời luôn. Rồi chị mì bánh dự bị cho Lê Ngọc Hà, dự bị cho Thùy Trang, dự bị Lê Ngọc Hà với Thùy Trang ha. Rồi mấy quần này em tặng cho mọi người 25k đi. Rồi con quần vôn nè mọi người ơi, cái này chút bận chung với đầm hoặc là bận chung với mấy cái áo rời đó mọi người. Rồi lên mã quần 25k giùm em nha, size từ khoảng 40-55kg vừa. Rồi quần 25.000, 40-55kg quần 25k giùm em mã quần. Quần 25.000. Rồi con da bò. Rồi con da bò xanh L nè mọi người. Hết rồi nha, con nó hết rồi. Để có gì ai muốn chốt đầm tối nó vô canh like chốt nha mọi người nha. Rồi con da bò này xanh L giùm em nè, ai vừa xanh L lên anh L giùm em nha. Rồi vôn cho chị Hà Nguyễn nè. Rồi lên mã này là size L giùm em nha, 65.000. Và tuyết mưa hết giùm em nha, size L 65k giùm em, size L. Size L 65.000 giùm em, ai chút lên đơn ha. Rồi con đen này size S tới công chuyện luôn, mấy con này toàn hàng đẹp không à. Rồi con đen S nè mọi người nè. Bò anh L cho Thùy Trang. Rồi lên đen S giùm em 65k, toàn bộ hàng gì không à. Rồi luôn quần tay nè, ai nhận về phê luôn á, em thật sự mọi người luôn nha. Rồi lên đen giùm em size S nha mọi người, 65k mã đen. Cái đơn của Loan Lê. Đơn của Loan Lê, đơn của Loan Lê hả, đưa qua cái nó kêu giờ đẹp quá nó lấy luôn được không, rồi nói thôi. À do biết sao nó lộn đơn của khách đó, thành ra là phải đưa qua để đưa về để gửi cho nó, chứ nó ngồi nó canh like mà. Bây giờ lấy thì tội nghiệp nó, kêu thôi nó lấy luôn cái đơn đó được không? Do gửi qua để mà gửi vô lại á. Thế là có một con nhỏ em nó kêu thôi để cho nó luôn. Mà nó thôi, nó kêu mấy bộ đồ vải đẹp quá, nó tính nó lấy luôn á. Rồi đen S giùm em nha, 65.000 đẹp quá luôn á. Đen S này siêu đẹp luôn. Rồi ai chốt đen S lên đen S 65. Em không chốt được con nào màu đen nữa. Màu đen hả? Màu đen xanh L đúng không? Để có chị like nha. Rồi con xanh đen này size 2 XL nè mọi người. Con hàng này vải nó đẹp quá đẹp luôn. Rồi xanh đen size 2 X giùm em nha mọi người ơi, 65k. Rồi xanh đen size 2 XL giùm em 65.000. Xanh đen size 2 XL giùm em 65k mã xanh đen. Rồi con đen này size XL nè mọi người ơi, nó đẹp quá trời đẹp luôn. Con đen này 75k hàng cao cấp nào này, ai chưa giành được thì giành đi nè. Ở ít người xem thì mọi người giành đi, chứ đông người xem quá mọi người không chốt được ha. Còn bây giờ ít người xem mọi người chốt đi, con này con hàng cao cấp giùm em nha, size XL giùm em 75.000. Nhận về không đẹp như lời em nói được quyền hoàng nha mọi người ơi, xịn đỉnh luôn. Em nhấn mạnh là xịn đỉnh luôn. Nhận về chất là mọi người phê liền luôn nha. Rồi đen XL giùm em 75.000. Đen sấy XL 75k giùm em. Vải đẹp dã man luôn. Quần ống suông mà vải nó chuẩn quần mà nó may nó ra hàng mà hàng shop á, không phải là ba cái hàng ấy đâu. Đẹp dã man. Rồi đen XL giùm em nha. Đen 75.000. Rồi đen S cho Ngọc Ngọc. Đen S cho Ngọc Ngọc nè. Này của Ngọc Ngọc trước ra. Rồi đen XL cho chị mì bánh nè. Rồi dự bị cho Lê Ngọc Hà. Dự bị cho Lê Ngọc Hà. Có đâu mà ta đen đâu rồi. Rồi da bò này cũng xấy XL giùm em nha.
con này sao XL nhưng mà L vẫn chốt được do nó bo thung á mọi người. Rồi lên da bò giùm em 65.000 da bò nha, rất là đỉnh luôn ha. Rồi lên đơn giùm em, size này nói chung là 60kg quay đầu á mọi người. Size này từ khoảng 50-60kg là bận được giùm em nha. Lên da bò giùm em 65.000 mã da bò. Da bò 65k giùm em da bò nè, con đen. Rồi con đen này có size M nữa nè mọi người, con đen này đủ size S luôn nha. Đen này có size M với size S luôn, ngập ngập chốt luôn mấy con này đi. Con này quá thì xịn rồi Ngọc ơi. Con này xịn lắm. Em còn size S với size M 75k hàng cao cấp, em còn 2 con. Size L 60kg quay đầu nha Phúc Nguyễn ơi, Kim Phúc Nguyễn nè. Size L là 60kg quay đầu ha. Rồi đen 75 em hết rồi. Rồi đen đen M và xanh L giùm em. Rồi quên M với S giùm em hàng cao cấp nha. Rồi ơn đẹp 75.000 giùm em. Rồi mấy con này nó đẹp xuất sắc luôn á. Em nói thật sự mọi người đẹp lắm luôn. Rồi lên đen M với size S nha mọi người. Rồi đen M cho Thu, cho Thùy Trang nè. Rồi Thùy Trang dự bị chị mì bánh. Rồi cái dự bị luôn đây. Để trên máy đó cái dự bị chị mì bánh. Rồi S luôn cho Ngọc Ngọc. Thùy Trang dự bị mì bánh. Rồi con này con S cho Ngọc Ngọc. Thùy Trang dự bị chị mì bánh vào đơn luôn. Rồi em có mấy con quần von nè mọi người nè. À, quần này là chất mango nha, free size giùm em nè. 60kg quay đầu giùm em mã đen 39k. 60kg quay đầu giùm em mã đen 39.000 nha mọi người. 50-60kg là thoải mái luôn giùm em nha. Rồi nhanh tay lên đen giùm em 39.000 mã đen. Đen 39k giùm em mã đen. Trời con da bò này đẹp mà không ai chốt hết trời. Rồi đen 39k giùm em mã đen. L em hết rồi, em cũng không biết nữa, để em coi nha, hết rồi. Rồi đem 39.000 chị mì bánh nè. Đây là của Ngọc Ngọc nè. Đây là của Ngọc Ngọc nè, đơn đơn nè, mì bánh nè. Rồi lên mạng gặp chị mì em nha. Rồi mấy con hàng này mà em tặng như vậy mà không mua là em thua luôn á. Rồi size S, size M bận được chị mì em con gặp nè, hàng cao cấp như thế này nè mọi người. Em thật sự một hàng này cao cấp, em đập cao cấp nha, này quá trời đỉnh luôn. Rồi gạch này size S, size M chốt được giùm em nha, rồi em tặng luôn 49.000. Rồi gạch giùm em 49k, trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn nha. Ai vừa size này chốt ngay và liền cho em nha. Rồi 49.000 giùm em nha mọi người, nhìn bản lưng thun nó bên trong nè. Xuất sắc luôn ha mọi người ha. Rồi gạch giùm em 49.000 mã gạch, trời ơi nhận về là xỉu ngang luôn á mấy con này nè. Mấy con này mọi người không chốt là uổng lắm luôn nha, 40 ra 49.000. Rồi em còn con đen này size gì ta trời. Rồi em còn con đen size M nữa nè. Size L không còn mà còn size M nha mọi người. Em còn size M 75k em còn con nè. Em còn con đen size M 75.000. Rồi ai chưa có đen M lên đen M giùm em 75k nha. Rồi đen size M giùm em 75.000. Rồi mấy con hàng này nó đẹp, nó VIP lắm luôn. Rồi đen M giùm em 75k mà đen M. Đem M giùm em 75k ha. Chúc đem M lên đem M 75. Rồi trắng xanh L luôn giùm em. Rồi đem M cho Loan Hồng. Rồi con trắng này bị dơ. Rồi lấy mã trắng dơ giùm em đi, về giặt sơ giùm em nha. Rồi trắng dơ này em chốt luôn cho mọi người 45.000. Giặt sơ giùm em xíu là được ha. Rồi trắng dơ giùm em 45k xanh L. Lên trắng dơ giùm em 45.000 xanh L nha mọi người nha. Đang giặt sơ giờ là được hả mọi người ha. Rồi trắng dơ giùm em 45k xanh L nha. Lên trắng dơ 45. Trắng dơ 45.000 giùm em. Rồi còn con xanh đen size XL nè mọi người nè. Rồi dơ cho Thu Phạm nè. Chuẩn bị cho Loan Lê. Rồi con này xấy trên L nha. Ai chưa chốt được con xanh đen lên xanh đen xấy trên L giùm em nè. 65k mã xanh đen xấy treo nha mọi người. Xanh đen xấy trên L giùm em 65.000. Xanh đen em còn con đen nữa. Ôi con đen còn một con xấy em M nữa mọi người ơi. Ai chưa được nè phải từ từ nha. Con đen xấy M nè. Đen xấy M này cho chị mì bánh luôn nè.
Em mời chị mì bánh này, trời ơi, nó đẹp dã man luôn. Pha chút xanh đen không mọi người? Trời ơi, nó đẹp chưa? Rồi lên mã này, mã von giùm em nha. Chút von lên von 59.000 giùm em mã von. Rồi size 40 cho tới 55kg bận đẹp giùm em nha. Rồi lên von giùm em nha. 59k mã von giùm em nè. 40 cho tới 55kg bận đẹp giùm em ha mọi người. Lên von giùm em 59.000 mã von. Von 59k. Rồi còn lại một con đen S nữa mọi người. Loan Lê đâu rồi? Chút luôn con đen S này đi Loan Lê. Rồi em còn một con đen S nè mọi người nè. Rồi ai chút đen S lên đen S giùm em nha mọi người nha. 65k đi. Con đen S này em tặng 65.000. Rồi con đen S này tặng 65k nha mọi người. Rồi đen S 65.000 giùm em mã đen S nè. Rồi đen S 65k giùm em ha. Rồi von cho chị Hà Nguyễn nè. Dự bị chị mì bánh đi. Hà Nguyễn cầm lại viết đi luôn cho nói. Dự bị chị mì bánh luôn. Rồi S cho Ngọc Ngọc. Rồi gần hết rồi. À con này em còn con nè. 39k em còn con nè mọi người ơi. Vải băng gồ đẹp lắm luôn nha. Free size 50-60kg bận đẹp giùm em nha. Rồi lên đen 39k em còn con đen 39 nè mọi người. Em còn một con đen 39.000 nha tình yêu nha. Còn một con đen 39k. Rồi con vàng này size cỡ khoảng size S size M vừa nha mọi người. Ai chút vàng lên nhanh tay lên vàng tặng 35.000. Con vàng này vải xịn đó nhưng mà màu vàng á nó hơi nổi em tặng 35k. Mọi người phối áo trắng áo đen siêu đẹp luôn ha. Áo trắng áo đen là siêu đẹp luôn giùm em. Trời đen 39.000 cho Thu Phạm. Rồi ai chút vàng lên vàng 35.000 em mã vàng nha mọi người nha. Đây này 39.000 này để lộn. Rồi vàng 35k giùm em mã vàng. Rồi một con quần đùi von luôn giùm em 35k đây nè. Rồi 50-60kg nha mọi người. Trời mấy cái này, mấy này mọi người bận chung với mấy cái đầm đồ đẹp lắm luôn. Mấy đầm mọi người mua mấy cái đầm đen rồi mọi người ngồi cứ thả ga, tẹt ga cho em. Vàng 35k. Vân Nguyên Thu nè, lên số điện thoại nha. Có chịu chốt đơn rồi cọc á. Rồi lên mã đuôi giùm em nha, 35.000. Em tặng luôn 35k, trời ơi nó đẹp lắm. Rồi 35.000, rồi em tặng luôn 35k nha. Đùi 35.000. Đùi 35k giùm em mã đùi. Rồi lấy mã này, mã đen giùm em. Thôi dễ thương kinh khủng luôn nha. Rồi đen này em tặng luôn 35.000 nha. Rồi 40 cho tới 53kg vừa giùm em nha. Rồi lên đen 35k xuất sắc luôn 35.000. Đùi 35k cho Loan lên. Vân Nguyễn Thu có chịu cọc không nha chị ơi, có chịu cọc bên em mới chốt đơn á. Đùi cho Loan lên là dự bị cho Thùy Trang không nha, cọc liền mới chốt nha, cọc liền mới chốt ha. Nói chung là bên mình cọc liền mới chốt. Rồi đen 35.000 con này. Rồi đen 35. Rồi đen 35 cho Thùy Trang. Thùy Trang chốt con đen này đúng không? Có kia là con von, còn đây là con đen đó nha, để bị lộn đó nha. Có ra cặp luôn giùm em đi nha chế ơi. Rồi em chốt chế con vàng nè. Đi nó khách chốt rồi, em chốt con vàng như chế nha. Vâng, Nguyễn Thu có được cái số điện thoại chưa? Hết luôn rồi đúng không? Rồi Vâng Nguyễn Thu ra cặp luôn giùm em đi. Ra cặp luôn giùm em nha mọi người nha. Rồi lên mã xanh luôn giùm em nè mọi người. Rồi size SM chốt được giùm em nha. Con xanh này quần dài luôn, tặng luôn 49k nha. Xanh quần dài 49k giùm em mã xanh. Xanh quần dài 49.000 size SM chốt được nha. Vải u mì cao cấp giùm em nha. Rồi 49k giùm em nè.
Rồi 49k dùm em mã xanh nha mọi người. Ai chúc xanh lên xanh 49 nha. Xanh 49k rồi em còn một con trắng nữa dưới ái nữa em lên mã tặng rồi em nghĩ em đi lấy hàng rồi có gì về tối em like nha mọi người. Rồi con này dơ mẹ nó rồi. Con này nó bị dơ rồi, con này size S. SM chốt được nhưng mà lên trắng dơ dùm em nè. Ai về chịu giặt cái thì chốt dùm em nha, lên trắng dơ dùm em. Rồi em tặng luôn con này 25k đi size M. Rồi con trắng dơ này size M nha, lên trắng dơ dùm em nè. Trắng dơ dùm em size M 25 nha. Trắng dơ size M 25k nha mọi người. Rồi ok Thùy Trang này chốt con nói cho em rồi nha. Rồi dơ trắng dơ 25k. À thấy chị không? Giờ mới thấy nè. Lên trắng dơ 25k dùm em nha mọi người. Ai chúc trắng dơ lên trắng dơ 25 nha. Rồi con xám em còn một con size M. Rồi con xám em còn một con size M nha mọi người. Ai chúc lên xám dùm em size M 65 nha. Rồi ai chúc xám lên xám dùm em size M 65k rồi em tặng mã chốt em nghĩ nha. Lên trắng dơ đi nha bạn nào chốt trắng dơ thì lên trắng dơ thì em mới chốt nha, để về khỏi bị lộn nha mọi người. Hàng đã là hàng dơ rồi mà khiếu nại là em không chấp nhận nha mọi người. Em bán 65.000 mà dơ nghĩa là em chốt mọi người có 25k là về những hàng dơ không khiếu nại nha. Rồi lên trắng dơ đi nè, rồi em lên cái mã tặng này em nghỉ like nha. Em lên mã tặng này em nghỉ like nè, ai nhanh tay được nha mọi người. Em có hai mã tặng nữa là hết nè. Hai mã tặng nữa là hết nha mọi người, ai nhanh tay được. Nhi ơi. Nhi à. Có tay hèn gì từ đầu like tới giờ chốt miết không được. Là sao chị Thái Tuyết ơi? Là sao chốt miết không được là sao? Là không thấy chị hả? Rồi trắng dê cho Loan Lê nè. Không thấy chị á. Thấy comment thì mới đọc tên chứ không comment sao em thấy được. Cái này phải comment thì mới thấy được nha. Còn không comment sao em thấy. Rồi cái này là mã tặng cuối like nha mọi người nha. Con này là mã tặng cuối like dùm em, hàng cao cấp nha. Hàng lũ ý cao cấp dùm em nha, xuất sắc luôn nha mọi người nha. Rồi lên mã này mã cuối like dùm em, lên mã cuối like dùm em nha. Rồi size này nói chung từ khoảng 45 cho tới 55kg vận đẹp. Cái này cao có thể 60kg em bận vô em thấy nó rộng lắm. Bữa em có lấy bộ em bận nha. Em có lấy một bộ em bận. Rồi 45 cho tới 60kg vận được dùm em, tùy theo chiều cao nha. Rồi lên mã cuối like dùm em tặng 59.000 mã cuối like. Ai chúc cuối like lên cuối like dùm em 59k nha. Rồi chất này là chất vải lụa ý dùm em, hàng cao cấp nha. Rồi lên mã này mã tặng cuối like 59.000 một set như thế này nha mọi người nha. Cao cấp kinh khủng luôn, em chúc có 59k rồi nhanh tay lên đơn. 59k dùm em nha, mã này là mã cuối like 59.000, cứ comment mã cuối like 59.000 là được. Rồi cuối like 59k em nhận đơn nha, chỉ có một cặp thôi. Rồi nhanh tay lên đơn, ai nhanh tay được nha, 59.000. Rồi lên mã cuối like 59k nhanh tay dùm em ha mọi người ha. Cuối like 59.000 dùm em nha. Cuối like 59k em nhận đơn ha. Em nghĩ em đi coi hàng cái rồi có gì là tối em về. Mấy giờ thì em like mấy giờ em báo nha mọi người nha. Em like mấy giờ là em đăng nha mọi người, do là em đi coi hàng nữa. Rồi mã cuối like ha. Chị chốt mà không thấy em gọi. Chị comment sau thì sao gọi được. Một là comment sau, hai là bị ẩn comment nha. Chứ còn mà em thấy là em gọi nha. Cho chị mượn, chị chốt ông bộ chưa đủ đơn nè. Chị chốt thêm đơn để đủ đơn em đi đơn nha. Rồi cuối like cho Vũ Huệ nè. Rồi cho Ngô Thị Tư nè. Rồi cho chị Ngô Tường Đan nè. Trời ơi nó đẹp. Không bao giờ có nha, cái quần không là 75 em bán là 75.000 rồi. Rồi ai chưa có lên đơn nha. Cái quần không em phải bán 75k rồi đó nha mọi người nha. Có mấy giờ like thì mình có đăng nha. Tối mấy giờ like em đăng nha, do bây giờ em đi coi hàng rồi á. À nên khi nào em like là em sẽ đăng giờ nha. Chị Ngô Tường Đan có màu trắng chưa nè, chị Ngô Tường Đan chưa có trắng này chút trắng luôn nè, 59.000 luôn nè, em tặng luôn. Rồi chị Ngô Tường Đan này biết sao khách quen á, thành nên là em cho chút tặng hết nha. Rồi chị Ngô Tường Đan có trắng chưa, chưa có trắng này chút trắng và xanh. Em có trắng với xanh luôn nha chế nha. Em có trắng và xanh luôn nè, ai chưa có màu nào thì lên màu đỏ giùm em nè. Rồi lên xanh luôn dùm em nha, 59.000 dùm em, màu trắng và màu xanh luôn, 59k. Rồi, còn mấy bộ.
Rồi lên đơn giùm em nha, trắng và xanh luôn giùm em, 59.000 giùm em nha. Cái quần này không em bán 75.000 rồi. Này cuối lam tặng nha, cái này em trước ra em nhắc ra em bán lẻ không được. Mà cái này nó ra cái đó đó. Rồi ok ha. Rồi trắng xanh luôn cho chị Ngô Tường Đan. Có không ta? Xanh trước nè. Trục, em chưa đừng phải ngu. Xanh cho chị Ngô Tường Đan. Bỏ ra trước nè. Thứ hai đi đơn cũng được nha. Dạ thành nên là cái nào chị chốt qua là dạ, đi đơn luôn để em biết đường á, chứ để nó nhiều quá chị nè. Rồi trắng nè, cho chị Ngô Tường Nam một bộ trắng nữa nè. Rồi cho Ngô Thị Tư bộ trắng nè. Bé ơi, Nhân Mỹ nè, Nhân Mỹ chốt đơn không có số điện thoại không bao giờ chốt được nha. Rồi cho chị Hà Nguyễn bộ trắng nè. Rồi cho chị Lan Lumi bộ trắng nè. Cho Vũ Huệ một bộ trắng nè. Thôi được rồi, chị Hà Nguyên có đơn rồi nha. Bộ xanh em chốt cho chị, giờ chị ra chuyển khoản. Rồi chị comment chốt xanh là lên xanh là có xanh nha. Cao mấy 55 bận vừa nha Thu Phạm ơi. Một mấy 55 mà bao nhiêu ký? Chị gì Vân Nguyễn Thu nè, chốt xanh lên xanh giùm em 59.000 đi chị yêu ơi. Rồi bỏ máy bill nó vô đây đi nè. Trời ơi mấy bộ này á, mọi người nhận về nhớ em hoài luôn, thật sự em thề luôn. Nó xịn như thế này mà 59.000 ở đâu ra. Cái quần không lai 75.000 mọi người thấy rõ ràng đó. Cái quần không lai 75k đó mà cái này nguyên set em chỗ chốt tặng 59.000 mà tặng mạo cũng lai đó. Rồi ai có nữa không nào, chưa có thì lên đơn nha. Rồi lên xanh kèm giá tiền chế ơi, chốt vậy sao có đơn được. Còn bạn gì Nhân Mỹ nè, Nhân Mỹ chốt đơn kèm giá tiền luôn nha, 64kg không vừa nha. Nguyễn Lam là chưa cọc đúng không? Nguyễn Lam để có cái gì dự bị cho ai á. Nhưng Nguyễn Lam chưa cọc. Cái đó nó có hai ngăn nữa nha, bỏ qua áo một ngăn, quần một ngăn nha, nó khỏi bị dính ấy nha. Cái bộ trắng đó là áo một ngăn, quần một ngăn. Rồi trắng cho Trần Việt Ngọt luôn nè. Chị gì Vân Nguyên Thu nè, lên giá tiền đi chế ơi. Trời ơi chốt vậy thôi em nghĩ like mà kêu chờ hoài để em tắt like nè. Để ra đơn mới tắt like được nè. Chị Vân Nguyên Thu nè, Vân Nguyễn Thu lên giá tiền là xanh 59k mới ra đơn được nha chế nha. Rồi lên giá tiền giùm em là xanh 59k mới ra đơn được ha. Chế chốt lên đơn giùm em, lên giá tiền giùm em với, bỏ hết bill vô đi. Chưa bỏ bill mà dán gì vậy trời. Màu trắng chưa bỏ đơn vô mà dán cái gì vậy trời. Còn cái quần chị, trời ơi. Dạ tôi nó có hai ngăn á, ông nghe hả. Tôi có bỏ mỗi tôi bên một ngăn với bỏ chi hai cái bao vậy trời. Mới đọc xong, nói xong nó bỏ hai ngăn, bỏ bên ngăn. Nói đã xong cái là không nhớ. Thì nó có hai ngăn như vậy, mắc gì phải bỏ hai cái bọc cho nó tốn hai bọc vậy. Không thấy hai ngăn nè, đừng có thấy hai ngăn nha. Người ta bỏ vô vậy một bọc vậy mà. Ra cọc luôn đi nè, Mỹ Nhân Mi nè. Nhân Mỹ Nhân Mi vậy nè, chịu chốt đơn ra cọc nha, trắng xanh ra cọc đi nè. 4.3 này sao thú vị dữ trời. Cái chị đã còn xem like không ta? Chị gì đã còn xem like không? Trắng xanh của Mỹ Nhân Nhân Mi nè, Nhân Mi bỏ riêng ra luôn, bỏ hết cái trắng nó vô đi, nó nguyên lóc trắng á. Rồi xanh này cho Nhân Mi nè. Nhân Mi là bỏ riêng ra nha, đừng có bỏ chung vô nè. Rồi xanh này cho Nhân Mi, để từ từ ra hai đơn luôn đi, ra cặp luôn liền luôn nha Nhân Mi nè. Pha từ từ cho Nhân Mi vô một đơn nó vô nữa đi. Đó, Nhân Mi một đơn thôi, một đơn một thôi. Còn bỏ đơn xanh vô nè. Bỏ riêng nhau cho vô chung hết thôi nha.
cái chị gì đây nè, chị chốt bộ xanh mà bà im ru bà đi đâu mất tiêu rồi, trời con lại luôn. Rồi trời chuyển cặp luôn nè. Rồi ok, bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người nè, mọi người tối nay nha. Tối nay em lên đầm, lên ơ rồi, nói chung nó nhiều nhiều cái để mọi người, nói chung là ngon bổ rẻ cho mọi người chốt ha. Rồi em đi coi hàng cái gì, tối em về em báo giờ nha. Cho em đi biết sao, em mua chừng là em không biết giờ, mấy giờ em về á. Khi nào em đi về nhiều khi kẹt xe Sài Gòn chứ đâu phải như ở quê nó khác, còn Sài Gòn á nhiều khi không có nói trước được giờ. Em đăng cái giờ đó thôi bị kẹt xe rồi em không có về kịp á, thành nên là khi nào em về tới nhà, gần tới nhà rồi thì em mới đăng giờ á. Rồi bye bye mọi người nha. Nó một size free size đó nha, Trần Việt Ngọt ơi, free size. Rồi bye bye mọi người, hẹn mọi người tối nay nha. Ai đã có đơn rồi nhớ ra cặp giùm em nha, không cặp tối vô chốt đơn em không chốt đâu nha mọi người nha. Rồi bye bye mọi người nè.